trai đẹp núp đằng sau nãy giờ không thấy hương phấn nữa. Đây là thẩm mỹ viện New You. Em là thư ký kiêm cố vấn về nhan sắc. Có nhiều người, người ta làm, người ta đến đây, người ta chỉ muốn cắt con mắt thôi. Em tư vấn một hồi, nó kéo nguyên dòng họ tới cắt luôn. Nói chung, thẩm mỹ viện New You này bây giờ là thuộc quyền sở hữu của em. Làm đẹp. Tất cả ngồi yên. Gì vậy? Còn đừng nhúc nhích. Hả? Cướp. Đi ra khóa cái cửa lại. Trời ơi, anh cướp. Cái thẩm mỹ viện này bây giờ là của tôi. Anh ơi, anh có cướp, anh ra nhà băng anh cướp. Ở đó có tiền, còn trong đây bông băng thuốc đỏ không à? Đúng, tôi vô đây tôi cướp. Nhưng mà tôi muốn cướp sắc. Trời đất ơi, mấy ba mấy má nào mà tới đây thẩm mỹ là đều xấu quắc, đâu có sắc trong cướp. Trời ơi, ý của tôi nói là tôi muốn cướp sắc về cho tôi á. Chưa có hiểu, trời ơi, cướp. Cướp cái gì vậy? Cầm lấy. Ê, súng, trời súng, cứng nhắc à. Em sợ cái súng lắm. Bà này bà diễn sâu dễ sợ. Không có một cái người nào mà sợ cái súng mà ta ôm chặt cái súng giống vậy. Ô, anh sợ, sợ súng. Sợ cái gì? Đó không phải súng, cái đó là tiền đó. Tiền hả? Yeah. Ủa, sao vô đang cướp không lấy tiền của tôi mà tự nhiên đưa tiền cho tôi vậy? Còn đó mới có một cọc à, còn ba cọc nữa nè. Đâu rồi? Trời ơi, quá trời. Dạ anh ơi anh, tôi lại anh. Anh đem chi mà có đóng tiền vậy anh? Mà sao tiền lẻ không vậy? Tiền lẻ mà nó nhiều. Tôi định vô đây là tôi muốn đi thẩm mỹ. Nhưng mà nói chị nghe nè. Cái gì? Ông vô đây thẩm mỹ hả? Dạ, nhưng mà em mắc cỡ. Cho nên em mới kêu chị đi ra khóa cái cửa lại cho em. Ê, lần sau làm thẩm mỹ rồi tôi muốn tim tôi muốn thòng xuống luôn. Tôi tưởng cướp. Không có, nói thiệt. Tại vì em phải bịt đầu khẩu trang lại sợ mấy đứa bạn nó giận ra nó chọc quê. À vậy hả? Dạ. Nói chung là làm thẩm mỹ đúng không? Dạ đúng. Trời ơi, hú hồn. Lấy hồn tôi lại coi. Dạ. Để tư vấn cho anh. Dạ. Dạ. Em nói chị nghe nè. Gì? Cho em hỏi đàn ông có ai vô đây thẩm mỹ không chị? Trời ơi, hỏi câu nhà quê hết sức. Có coi phim Hàn Quốc không? Trời, thời buổi này không coi phim Hàn Quốc là lạc hậu á. Thì đó, cậu tưởng nè, cậu nhìn đi. Đó, hình nào tàn, tài tử không à. Cậu tưởng sanh ra là người ta đẹp như vậy hả? Ủa, nhưng nói vậy là nó xấu lắm hả chị? Trời đất ơi, hỏi câu dư thừa. Nhờ vô thẩm mỹ người ta mới đẹp được như vậy á. À, gì hả chị? Ừ. Trời ơi, vậy là thẩm mỹ mới được vậy hả chị? Ừ. Trời. Chứ ông nào ông nấy bước vô là cái mặt xấu. Không có ai ví dụ ta. Xấu cỡ cầu á. Trời ơi, xấu mà không có cha sanh mẹ vậy. Xấu mà xúc xỉa, xấu mà lây lan, xấu mà hàng xóm dán hình không cho vô nhà. Nói chung là xấu kể như là má hú. Bà nội khóc. Bà ngoại gì quỳ lại ông địa. Thiệt á. Chị gì? Em biết là em xấu à. Nhưng mà em đâu có ăn hết dòng họ, ăn hết của gia đình của chị đâu. Mà chị làm thì chị sĩ giả vô mặt em dữ vậy. Không, ý là tại không ai xấu cỡ cậu để tôi ví dụ đúng không? Mà tôi nói cậu nghe nha. Tôi nói cái gì? Không phải, tôi chửi vậy để cho cái xấu đừng có lây. Nó thấy tôi sợ, nó không có lây. Thôi đi bà. Gì? Trời, xấu mà làm như bệnh truyền nhiễm thì còn lây lan gì nữa. Lây sao không lây? Cậu thấy hả, người ta ở với người đẹp thời gian ta đẹp, ở với người xấu thời gian xấu. Đứng xa xa tôi ra ba. Cái gì? Chị gì? Ủa? Cậu yên tâm đi. Dạ, tôi sao? Nói vậy thôi chứ cậu bước vô cái New You này của tôi rồi là cậu sẽ thay đổi cuộc đời mới. Vậy hả chị? Dạ. Trời ơi, bây giờ em mới biết cái thẩm mỹ viện tên New You. Giờ chị giải thích em mới hiểu nha. Thì đó. Rồi hồi đó giờ em đi ngang đi qua đi lại cho em nói ai mà đặt cái tên thì nó thấy nhìn thấy cà chớn dễ sợ luôn á. Thiệt, nghe nó rất là tầm sàm. Bây giờ chị kể em mới thấy là cái sự tầm cỡ của cái nó. Thì mới. Dạ, mình cứ như bước ra cái bước vô cái mình bước ra cái mình New You. New You. Dạ, mình New You rồi cái mình có New Life. Đúng vậy. Dạ, New Life rồi cái mình Happy New Year. Chưa, muốn muốn happy là phải bỏ tiền vô thẩm mỹ mới happy. Nói chung phải có tiền hả chị? Ừ. Có tiền là có tất cả. Có tiền cả tất cả. Có tiền là xấu như ma cũng thành tiền nha. Đúng không chị? Yeah. Không, sao lao thiệt chứ. Không phải hả? Phải là thiệt, phải dạ, mà dạ, dạ. Tại vì cậu biết sao không? Cậu lên, cậu chết đi sửa, tôi làm cho cậu đẹp hết luôn. Vậy hả chị? Ừ. Tôi tốn tiền hả chị? Ờ, có, dạ. Tiền nó quan trọng. Dạ em biết. Nhưng mà còn nhiều cái nó quan trọng hơn. Dạ. Hiểu không? Dạ, tụi Hàn Quốc tụi nó thấy tụi nó làm quá hả chị? Trời ơi, mà Việt Nam mình á là tại không có chú tâm thôi. Dạ. Đàn ông Việt Nam mình á là không có chú tâm. Chứ đàn ông Hàn Quốc cậu có biết là một năm nó xài bao nhiêu tiền mỹ phẩm, nó sức vô mặt không? Bao nhiêu vậy chị? 900 triệu đô la Mỹ. Cái gì mà tới 900 triệu dữ vậy chị? Thì bởi vậy mà chưa đâu nha. Hôm bữa tôi qua tôi học cái nghề thẩm mỹ này nè. Dạ. Tôi đang đi trên chiếc xe taxi. Dạ. Để ra sân bay gấp vậy mà cha tài xế nở lòng nào tấp vô lề. Làm gì? Sức kem chống nắng. Chị sao chị nói quá à, có không? Trả sức 15 phút mà sức nhiều hơn tôi nữa đó. Dạ. Mà đàn ông mình á là Việt Nam mình đi về đó, nhào vô đi làm về ôm vợ ôm con đúng không? Dạ đúng rồi. Còn đàn ông Hàn Quốc không, nó nhào vô nó ôm tủ lạnh lấy trái dưa leo liền. Làm gì vậy chị? Đắp mặt nạ.
Bây giờ ở bên Hàn Quốc người ta cấm rồi, không cho đắp mặt nạ dưa leo nữa. Sao vậy chị? Không còn dưa leo để làm kim chi ăn. Trời. Thiệt. Chị ơi, nếu mà nó cấm đắp dưa leo rồi, mấy mình đắp dưa hấu được không chị? Dưa hấu nó tốt hơn dưa leo. Dạ, vậy mình đắp dưa hấu đi. Nhưng mà nó ngọt rồi, nó bu dữ lắm. Trời. Tự nhiên ngồi đắp dưa leo xong rồi phủi như cái thứ tụi bu kiến đậu coi nó kỳ, nó mất sang, hiểu không? Vậy hả? Kỳ lắm. Ở dưa hấu nó ngọt, mấy mình đắp dưa muối đi chị. Muối nó mặn á chị, rồi mới đậu vô là có lên tăng xong nó chết queo liền à. Cha nội này tào lao, cái mặt của cậu là phải đắp đến dưa mắm mới được. Nó đau à. Không kệ nó đắp dưa gì cũng kệ nó đi chị. Nhưng mà em bây giờ em phải công nhận nha. Sao? Bác sĩ thẩm mỹ là quyền năng dễ sợ luôn á chị. Dạ, dạ làm được nhiều thứ quá chị ha. Ở đây làm được nhiều thứ, cái gì họ cũng làm được hết trơn hết trời. Dạ hả chị? Bởi vậy. Trời ơi bây giờ cái con người như em giờ mà làm ra được gì không chị? Cái con người của cậu hả? Dạ. Ngắm 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 đi chị. Ngắm. Tôi nghĩ á, dạ, là cái mặt của cậu là không có nên không có nên sửa hả chị? Không có nên để nguyên vậy. Trời ơi chị, kỳ quá. Hả? Không, chị thấy cái mặt em bây giờ nó bình thường quá nè, đúng không vậy? Mình có sửa được gì không? Sửa chứ. Vậy hả? Trời đất ơi, cái mặt của cậu là tôi sửa xong rồi đó nha. Mà người ta nhìn vô nó không phải là con người ta nữa. Trời ơi, không phải con người ta, không lẽ chị nói em xúc vật chị? Không phải xúc vật, phải mà. Chị nói chúng ta đang làm con người, tự nhiên chị nói không phải là con người ta là gì? Cậu có thấy ai đẹp, cái tao nói trời ơi, như tiên, hiểu không? Hiểu không, đẹp ý là đẹp. Tôi cho cậu đẹp, có một cái vẻ đẹp từ con người bình thường mà đẹp tới bất thường luôn. Ở vậy chị nói em khùng hả? Không phải. Không thiệt, tự nhiên đang bình thường giờ làm bất thường rồi chứ nói em khùng rồi. Tại tôi nhiễm cái thằng cha nào nè. À, cái gì? Cái thằng cha đen nhổ phú, thằng cha gắn lông meo á. Dạ. Cha hay nói tôi là người bình thường sẽ trở thành người phi thường đó đó. Nhớ không? Cha đó. Dạ vậy chị làm em người phi thường đi chị. Thôi phi thường là anh trả giỏi cho nội. Dạ. Còn ông là phải đẹp bất thường. Hiểu không? Đẹp bất ngờ mà không phải bình thường. Và tôi nói, con nghe có người vô đây thẩm mỹ xong đẹp bất ngờ luôn. Vậy hả? Có ai? Nghe có ông đây nè, ông sắp xuất viện rồi. Anh ơi. Cái ông sắp xuất viện đẹp, đẹp lắm. Đẹp không? Tôi làm cho ổng à. Ủa đâu rồi? Anh đường này nè anh. Nhiều người thẩm mỹ xong không biết đường về luôn. Trời. Ghê quá vậy chị. Tại cắt mắt á. Ủa đâu rồi? Ôi chị ơi em... Nè à. Đó trời đất ơi. Bên kia đứng. Đón chào. Trời đất ơi. Rụng nụ. Cái gì vậy? Làm gì vậy? Rụng á. Thấy trai đẹp rụng à. Trời đất ơi, tôi sửa cái mặt y như đang nguyên á. Trời ơi, sửa cái mặt y chang, tôi đẹp tới cưng chứ sợ. Cho hùng cái này. Đó, gì đâu. Lâu lâu có cơ hội mà. Cưng quá à. Hôm nay xuất viện phải không? Dạ, thưa chị, hôm nay em xuất viện. Ừ. Nằm ở đây mấy ngày mà em nhớ nhà quá. Ừ. Thôi ôi, nằm đây có mấy ngày mà đẹp như vậy. Ừ. Chị cho em nằm đây 1 tháng được không chị? Mày nằm 1 năm không biết được vậy chưa? Nhỏ nói chuyện mà. Không ơi kệ nó, nếu mà đẹp nằm năm em cũng chịu. Phải công nhận, em có phải công nhận là bác sĩ ở New You của chị thẩm mỹ viện này quá hay. Hoàn toàn mới luôn. Dạ chị nói đúng. Bác sĩ rất là giỏi. Ừ. Em nhìn vào gương mà em còn nhận ra em mà. Thầy ghét không? Gọi điện cho gia đình đón đi cưng. Alo má hả? Dạ con đây. Má nhớ nhốt con chó nhà mình lại nha má. Bị con chó nhà mình mà nó thấy ai là nó đớp liền. Con mới từ thẩm mỹ viện, tí nữa con sẽ về tới. Nhớ nha má. Dạ, con bye má. Ê, gọi lại cho má đi. Báo cho má biết mấy phút là về đi. Chứ bây giờ em mà về má em cũng không nhận ra em, chứ đừng có nói con chó. À, chị nói đúng không? Ờ. Em còn nhận ra em, chứ như là má em. Thì bởi vậy em cũng nhận ra em mà. Còn không thôi, tới đầu ngõ là em phải kêu liền con về nha má, để nghe được cái giọng, hiểu không? Lê, má nghe nè, qua đây nè. Cho anh hỏi, bữa trước khi em vô thẩm mỹ em xấu lắm hả? Trời ơi, hỏi cái câu ngu không? Dạ, không giấu gì anh. Em xấu như anh vậy đó. Trời ơi, hỏi gì, có đâm cho lũng ruột. Trời đất ơi. Không, không có giận chơi, anh hỏi thiệt, phải không em? Thiệt. Trời ơi, còn dặn dầm lại câu nữa. Thiệt không? Thiệt, cái này mới chết nè. Bà cái gì? Chị biết vậy đó, em hỏi vậy là để em xác nhận là coi như cái thẩm mỹ viện đây nó làm uy tín, để em biết mà em quyết định có làm hay không á. Ờ, vậy hả? Yên tâm đi, đây uy tín lắm. Dạ, dạ. Gì? Nhờ em đứng gần cầu này mà em biết á. Before and after. Trời đất ơi, cái thằng nó đã sửa đẹp mà nó còn có duyên nữa. Trời đất ơi.
Ê, before. Tao kêu mày á, before. Mày đứng kế bên after của tao giùm khoai. Trời ơi, ông trời, ông cho hết mà ông lấy hết rồi má ơi. Không chừa cho con nhỏ một chút xíu nữa. Trời đất ơi, đã xấu mà mở miệng ra cái giọng còn dở. Thằng nhỏ đã đẹp mà mở miệng ra, trời đất ơi, hung cái nữa coi. Trời, trời xanh nó ra một đẹp quá trời. Cái công của em sửa em phải hung chứ. Công cho em chụp tấm hình. Mà sửa, bác sĩ sửa. Quá. Vậy à, cho chụp tấm hình đi. Bây giờ em là người khác rồi. Sao à? Chị muốn chụp hình em chị phải trả tiền quảng cáo chứ. Trời ơi. Cậu nên nhớ là thẩm mỹ nào làm cho cậu đẹp. New You của tôi, sao cậu mau quên quá vậy? Quên là nghệ thuật sống đó chị ạ. Chị thấy không? Xấu như Hoài Tâm nè. Lâu lâu mới cua được một cô. Nên gì đâu dám quên. Còn như em nè, bây giờ em quen biết bao nhiêu cô. Em phải học tính quên. Nhớ nhiều nặng đầu, nhức đầu lắm. Thôi hai đứa Sáu ở lại chơi nha. Anh về. Cho miếng nhạc Đa Nguyên ơi. Cha nội, thích búp bê gì quá khùng hả? Thương này. Quán em đấy. Đó, đâm đầu vô đó rồi vô sửa lại. Đẹp quá trời. Ê, trời ơi. Gì vậy? Trời ơi. Tôi bảo giật mình chết quá. Bơi ra bên đây, nhìn bên đây, quay qua. Bà nha, bà làm lố quá. Nhờ hung nhỏ hai cái nó có oxy sống tiếp á. Hung cha này là đột tử chết liền luôn. Kỳ, kỳ dễ sợ luôn nha. Ê, nhưng mà thằng đó kỳ quá. Kỳ gì? Dù gì cũng thẩm mỹ viện của chị sửa cho nó đẹp mà nở lòng nào chụp tấm hình không cho cái thằng xấu tánh. Xấu cái gì? Em thấy nó nói đúng chưa? Tự nhiên thấy trai đẹp cái nhà vô tương tướp nhân cướp vậy. Chị cứ người ta làm vậy đúng mà người ta đẹp rồi người ta muốn trả tiền mới được quần chụp hình ta chứ chị kỳ quá à. Mà em nói chị nghe. Vậy? Giờ chị nhắm giùm em coi coi cái đống tiền này nè chị. Dạ. Nè bác dạ. Sĩ thẩm mỹ ở đây hay lắm. Dạ chị. Thiệt. Người trong y khoa người ta có cái câu mà mình phải nghĩ nên mình nhớ. Cái câu gì chị? Bác sĩ mà chữa bệnh là cứu đời. Dạ. Bác sĩ thẩm mỹ là làm đẹp cho đời. Hai cái nó đều quan trọng như nhau hết trơn. Đúng rồi. Đó. Nhưng mà em có thắc mắc. Thắc mắc cái gì? Bác sĩ ở đây giỏi như vậy mà sao không có sửa nhan sắc của chị đẹp hơn ha? Giỡn vậy cha? Không nói thiệt. Ê, cha này nói tôi không quên mà cha áo hồng vỗ tôi quên ha. Tôi chưa đủ đẹp sao trời? Tôi chưa đủ đẹp sao? Tôi còn chỗ nào sửa sao? Ủa, chị sửa rồi hả? Sửa rồi á. Vậy là trước khi sửa chị cũng ớt lì lắm ha? Chưa hả? Sửa thì tôi cũng như cậu vậy, tại tôi chuyển giới mà. Hả? Cái gì vậy? Ôi nãy hai thằng đàn ông nói chuyện với nhau hả? Thầy ghét rồi. Không, không phải ý tụi nó, tôi phẫu thuật rồi nhưng mà tại tôi thành công, tôi đẹp mà cậu tôi cũng kỳ quá. Ồ, thôi bây giờ nó nghe nè, đừng gì? Có nói cái chuyện đó nữa, giờ chị tập trung chị lo cái này nè. Giờ chị nhắm giùm em vào cái đống tiền này nè. Tôi ghét ai mà đi làm thẩm mỹ cái nói tới tiền lắm. Bộ có tiền là được hết sao? Thẩm mỹ cái quan trọng nhất là cái may mắn, cái quan trọng nhì là hiệu quả của cái thẩm mỹ đó có làm tốt hay không. Hiểu chưa? Không hiểu có vậy. Nhiều người á nghĩ có tiền tới cái kêu bác sĩ làm có nhiều má có 100 pound à 50 kg à vô làm cặp nhũ để bác sĩ ra làm đi xin thêm trời ơi xin thêm chi rồi khi mà vừa mới leo xuống một cái tao nói 40 pound nó giật sập đập cái mặt phải làm lợi xin thêm thứ gì á cái làm thẩm mỹ mà làm như chợ vậy đó xin thêm trời ơi làm như là đi chợ xin cộng hành cộng ngò có mấy má rồi xin thêm 2 cái ớt nữa. Ông xin 2 cái ớt để đâu chị? Lên 2 cặp chân mày nè. Trời, cái gì vậy? Mở vậy tôi nói đừng có xin thêm, hiểu không? Dạ. Cái mặt của cậu để nó bình tĩnh đi. Dạ, dạ. Tôi sẽ dạ. Nghiên cứu cái mặt cho cậu. Mà chị hay ha, chị làm thư ký đây mà sao mà chị... Tại giận dễ sợ nói sao tôi giới thiệu nãy giờ mà không tin tưởng tôi. Ngoài thư ký tôi còn là cố vấn về nhan sắc. Chị làm cố vấn về nhan sắc? Ừ, trời ơi, có nhiều người ta tới đây người ta làm 1-2 món thôi. Mà tôi cố vấn một hồi là nghĩa như là toàn thay luôn. Trời. Vậy là chị dụ người ta làm để kiếm tiền theo gì? Bậy. Đây là uy tín của cái thẩm mỹ của tôi chứ không phải là dụ người ta làm. Phải làm cái gì đẹp giống như cậu này nè. Dạ, dạ, hiểu không? Bây giờ có cái model là gọi là full lip. Full lip? Lip là cái môi. Full là cái bơm cho nó sexy. À. Hiểu không? Nhưng mà sexy á, mình cũng phải suy nghĩ cái mình ở đâu.
Ví dụ như mình ở cái chỗ Mỹ trắng á, nó còn biết cái đó là sexy. À. Cái môi, cái chân. Còn ở cái chỗ Việt Nam mà cộng chồng người Việt không có nên bơm. Sao vậy chị? Cái chỗ đó hay bán xương sa hột lựu lắm. Ông ăn vô cái thằng kế bên nó thèm tội nghiệp. Không hiểu. Bơm cái mỏ lên đâu còn cảm giác nữa. Ừ. Ông ăn xương sa hột lựu, xương sa nó vô rồi nước đường nó chảy hai cái kẻ nè. Rồi cái thằng kế bên nó thèm cái nó xiết. Hiểu không? Thôi, em nhìn cái mỏ chị mà em thèm luôn á. Thì đó. Chị ơi chị. Nhưng mà riêng cái môi của cậu là cậu nên bơm. Ủa sao vậy? Tại cái môi của cậu là cái dòng này nó gọi là cái dòng, cái dòng phù sa đun đầy, hiểu không? Yeah. Nó bồi đắp cho nên nhìn nghiêng nó hơi đưa ra. Không vậy em nhìn thẳng, em nhìn thẳng. Bây giờ cậu phải bơm lên, hiểu không? Yeah. Cậu bơm lên ở chỗ Việt Nam tao thấy cậu là cái môi sexy. Yeah. Chứ tao quên đi cái khác. À. Còn cậu ở chung với Mỹ đen đừng có bơm. Sao vậy? Cái môi cậu là giờ là phao rưỡi thịt rồi. À. Đủ hai dĩa steak rồi. À. Cậu mà bơm thêm lên là cậu nghĩ cái nó thòng ra. Đó. Ở thằng ra vậy, Mỹ đen nó tưởng giỡn mặt với nó, hiểu không? Nó đập vô trong mặt, gãi mũi, sửa cái mũi. Hiểu chưa? Trời ơi, tôi có tâm lắm, cố vấn mà có tâm lắm. Chị, nói gì? Chung là giờ cái môi của em là còn tùy theo cái địa lý, cái địa hình để mở nữa phải không chị? Thì mở vậy. Trời ơi, hay quá chị, cố vấn quá hay luôn. Bây giờ mấy mình bỏ cái mỏ em qua bên đi. Bỏ cái mỏ đi. Tại vì giờ em chưa có xác định được là em ở đâu. Ừ. Ha, bây giờ hết cái mỏ rồi mình làm cái gì chị? Cái mũi em, cái mũi bây giờ bên Hàn Quốc nó gọi là S-line, nó cong cong như chữ S vậy nè. À, không, không. Em trước khi em vô đây là em quyết định em làm cái mũi chữ H-line. Chữ H á. Tại sao? Trời ơi, phong trào bây giờ ai người ta cũng thích ật mess đó. Đó, con dạ, mess mình phải làm cái chữ. Ê, cái thằng ông nội, mày có thấy ai mà có người nào mà có hai cái sóng mũi trên mặt không vậy? Mày nghĩ sao chữ H là có hai cái đây rồi sao quánh cái mặt? Tao quá nhân dị dạng hả? Tao lao mà đây nè, ngồi xuống đi. Đây nè, bây giờ nè, ông lựa sóng mũi đi. Tôi có 20.000 cái sóng đâu, muốn lựa cái sóng nào ông lựa. Ủa, nãy tôi có cái điện thoại của tôi đâu rồi, nó rung quá trời. Kìa, kìa, chị. Đợi, anh lựa sóng mũi. Rồi, em lựa. Em nghe điện thoại. Alo. Dạ, alo, dạ, Miu Du à. Dạ, đúng rồi. Dạ, em nhận anh liền. Trời ơi, cái giọng của anh là giọng đặc biệt mà. Anh có cô vợ, tên là Cindy Phan. Dạ, anh dẫn tới đây làm phẫu thuật, anh xinh quá trời luôn, em nhớ chứ vợ. Dạ, đúng rồi, làm cặp nhũ, đi cúp. Dạ, làm, dạ, bên to bên nhỏ ha anh? Anh có, bên to bên nhỏ là lỗi của anh chứ không phải lỗi của thẩm mỹ viện em. Bây giờ em hỏi anh trả lời thiệt tình nha. Từ hôm bữa chị làm cặp nhũ về tới giờ anh có để tay lên ngực vợ anh ngủ không nè? Có đúng không? Rồi 15 phút sau anh có đổi qua ngực phải không nè? Không đúng không? Anh ơi, làm ngực mình phải chịu khó. Trở như trở bánh tráng vậy đó anh. Dạ, 15 phút mình để vào đây. Cái ngủ, 15 phút sau giật mình rồi, để vào đây. 15 phút sau giật mình rồi, để vào đây. Dạ. Anh ơi, anh thử đi nha. Tháng sau anh gọi lại, còn nếu đều là khỏi gọi cho em. Em chúc gia đình anh thành công trên con đường nhồi bộ. Dạ chào anh. Dạ chào. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cha nội nào mà tào lao quá vậy? Trời ơi, cái vòng một mà nó bự và nhỏ thôi mà cũng gọi lại hỏi là sao? Trời ơi, thẩm mỹ là làm dâu chăm họ. Nói vậy nghe này, bây giờ đàn ông mình thấy nó nhỏ là mình phải nhào vô, mình nhào nắng liền. À. Đúng không? Còn nó bự thì hốt nó thôi, còn mày đặt gọi hỏi nó. Thì bởi vậy. Em quyết định là em làm cái chữ S giống như của chị. À. Chứ đừng có làm cái chữ Eli nha. Tại sao vậy? Dạ, em có vợ bạn đó, nó đi sửa cái mũi Eli về, hai vợ chồng ly dị luôn. Mắc gì ly dị? Trời, chị nghĩ sao cái mũi Eli, cái mũi dài thòn nhọn quắc như cái mũi tên vậy đó. À. Mỗi lần đèn chồng xuống trời đâm lũng da mặt chồng, giận quá ly dị luôn. Trời ơi, thấy không, cái mũi là cái cung phu thê đó. Đúng rồi, bây giờ chị làm cái chữ S cho em đi, Eli. Đó. Yeah. Nè, tôi nói nghe, nhiều người ham làm theo ý của mình. Yeah. Sửa tới cho người ta tư vấn, cho tôi tư vấn cho làm đi. Yeah. Không chịu làm theo ý của mình, giống cái mũi nhọn đó là sai. Dạ đúng. Giống như nhiều bà tới đây, già là nó có nét đẹp của thời gian. Dạ. Đẹp theo tùy tuổi, 50 có đẹp 50, 60 có đẹp theo 60, không chịu. Đòi căng mà căng theo ý bả. Trời ơi, căng cái mặt như cái trống vậy đó cậu, căng vậy nè. Cái mặt đó gọi là linh hồn tượng đá đó. Linh hồn của quỷ cho tượng đá vậy. Dạ đúng. Trời ơi, ông chồng ông thấy cái mặt không muốn dí súng ông đuổi luôn á. Dạ, trời. Còn có nhiều bà tự động mua cái filler đó về chích cho lỗ tai nó dài xuống đây nè cậu. Dạ. Phong thủy nó gọi để về cho trường thọ. Trường thọ cái gì, nó đoạn thọ. Tự chích ở nhà, chích xong nó nhiễm trùng chết tại chỗ. Bậy quá. Bởi vậy nó mà modern giờ sao kỳ quá cậu. Sao nữa? Ngày xưa ông bà mình nó nói cái khuôn mặt tròn là khuôn mặt đầy đặn, là khuôn mặt phú quý hạnh phúc. Đúng rồi. Modern bây giờ cứ nổi mà
trong chuyện Kiều mà còn có cái câu mà. Câu gì? Cái câu là khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở đang. Đúng không? Đúng rồi. Vậy mà bây giờ nó không chịu, nó thích khuôn mặt dài, thòn lòn như cong bơm vậy. Trời ơi, chị nghĩ chị nói vậy em mới thấy cái khuôn mặt mà nó dài ra giống vậy đó. Người ta nói là mặt dài như cái lưỡi cài là cái hậu vận vất vả. Ông bà mà nói vậy khổ lắm. Không, nhưng mà cái nét đẹp với tướng số và nét đẹp của thẩm mỹ không bao giờ nó tương đồng với nhau. Nhưng mà tôi là tôi cứ lo nét đẹp thời thượng, tại tôi làm thẩm mỹ mà. Có nhiều bà đó mặt dài vậy còn chưa vừa lòng rồi gắn cái càm. Hiểu không? Mà vô lựa càm giống như lựa rau vậy đó. Trời ơi, càm này không được. Lựa một hồi mới lựa được cái càm. Có nhiều bà cái mặt chút xíu rồi còn gắn cái càm chìa coi vậy nè. Từ ngày gắn cái càm về nhà gia đình khỏi xài móc. Sao vậy? Móc vô cái càm của bà ra được rồi. Chị tiễn tả thấy ghê quá à. Trời ơi, em nghĩ em tưởng tượng mà cái càm mà nó dài ra giống vậy nha. Đến ngày Halloween nó chị phát cho bà cây chổi, lấy cái khăn bàn chùm lên là bà y như một phù thủy luôn. Trời ơi, trời ơi, ghê lắm luôn á. Bà không tiền quá trang à, không phải. Ê, trời ơi, vừa nói phù thủy. Trời ơi, cái gì vậy? Nhân của tôi, đừng có sợ. Chị ơi, đâu tự nhiên xuất hiện con mâm mì vậy chị? Đi đi lộn đường, đây đây đường này em ơi, đường này nè, em đi đường này nghe. Hôm nay là xuất viện nghe, bác sĩ khám lại lần nữa nghe cưng. Ai vậy chị? Bệnh nhân sắp xuất viện rồi. Bệnh nhân gì mà gì thấy ghê vậy chị, làm gì vậy? Đâu có làm gì đâu, người ta làm có cặp nhũ à. Hả? Vòng 1. Ôi, làm vòng 1 rồi sao băng vòng 2? Lấy miếng mỡ bụng. Ôi, sao mà bỏ vòng 3? Chẳng lẽ lấy mỡ bụng ra dư làm gì, chẳng lẽ chiên cá ăn. Đúng không? Lấy gắn xuống vòng 3. Rồi sao mà quấn toàn người vậy chị? Tấm trắng toàn thay. Trời ơi. Ừ. Ghê quá vậy. Đâu có gì đâu. Ghê không chị ơi. Thôi con có mâm mì rồi ơi. Ủa mà chị rồi sao cái cổ sao cũng băng bít lại vậy chị? À, cắt cái đầu thay cái đầu mới. Cái gì vậy? Đó. Cha này cha hỏi hồi tôi quý quá. Cái gì đó, cái gì vậy? Cái gì luôn á. Cắt cái da cổ. Còn cái mặt là kỳ trước cổ làm rồi. À, thấy uy tín rồi. Hả? Cho nên hôm nay cổ mới quay lại cổ làm tiếp cái body đó. Chị ơi, chị làm ơn chị đẩy vô chưa xong mà kêu con mâm mì này nó vô trong nó nghỉ ngơi đi chị. Tại vì tôi nói cậu rồi. Ghê quá. Thẩm mỹ đi, là đi, mình đi phải vô làm đi. Trời ơi, thấy ghê quá đi. Cái đẹp phải em không? Nói thiệt chứ chị, em không hiểu nó sao luôn mà vậy nó cái gì vậy chị? Trời ơi. Hả? Cái gì vậy? Không con nhỏ em ơi. Dạ. Cha nội này phá quá em ơi, gắn vô em ơi. Trời ơi, cha này thiệt tình. Gắn vô bác sĩ, gắn vô giùm bác sĩ ơi. Bậy quá nha. Chị ơi chị, bây giờ ông làm sao mà ông đỡ cái vùng nào mà dạ. Giờ vô nhỏ đi tướng vách sảnh đi luôn. Chắc nó xúc vào đầu cái vòng 3 rồi, bác sĩ đền thấy mồ luôn. Nghe em nói giờ mà tự nhiên vô trọng nó nhất bên trọng nhất bên kinh coi kỳ lắm. Bỏ con mâm mì đó đi chị, giờ em nói chị nghe. Tôi cố vấn tôi mới lo chứ. Em giờ tự nhiên cái người phụ nữ đang làm đầy đủ đưa cha này vô cái gì giờ đi cái tướng. Kỳ lắm. Kỳ. Cha này chắc phá tôi hoài rồi thiệt. Xin lỗi vậy? Chị mà giờ em nói chị nghe nè. Vậy? Dạ em không có nhu cầu mà thẩm mỹ viện toàn thay giống như con mâm mì đó nha. Bây giờ em nói chị nghe, chị giúp em đi, chị làm cho em cái đống tiền này thôi nè. Đó, coi làm như giống cái cậu nãy mà bước vô rồi bước ra thôi nha. Yên tâm, tôi sẽ nhận tiền của cậu. Nhưng mà cậu là khách hàng đặc biệt, tôi sẽ tặng trước cho cậu 5,000. Chị xạo dễ sợ luôn. Sao vậy? Lần đầu tiên em tới đây mà làm gì mà gì, tự nhiên tặng 5,000, cái hàng gì đặc biệt? Cậu là khách hàng đặc biệt tặng 5,000. Tại sao? Cậu đi ra cậu sửa hàm răng trước đi. Được thôi. Rồi cậu quay lại đây tôi phẫu thuật cho cậu. Chứ phẫu thuật mà chưa có sửa hàm răng cũng như không à. Nè cha hồng cho vỗ nữa à. Thấy không? Cha nó làm như cha cậu. Chị nói đúng. Cái răng cái tóc là gốc con người. Có như chị nói đúng là vậy. Mình. Ủa? Ủa mình. Trời ơi, em đi giật được cái giải hoa hậu phu nhân xong em kiếm mình nhìn tới nhìn lui mình đi đâu mất tiêu vậy à? Trời ơi, anh vừa thấy em giật được cái vương miện hoa hậu liền anh là phải phóng vô đây liền để anh sửa lại để anh thi nam dương. Ừ, đứa hoa hậu đứa nam dương vậy nó mới xứng đạo xứng kép. Mà em nói nghe nè, em đâu có cần sửa gì đâu, em vô đây làm gì? Em đâu có sửa, em đi vô đây em kiếm mình nè. Kiếm anh hả? Ừ. Dạ. Chị. Dạ. Dạ, đây bà xã của em. Dạ. Chào chị ơi, bởi ông bà ta nói đúng. Dạ. Vợ chồng là cái duyên số. Dạ. Dạ. Cái này là nồi tròn úp vung méo nè. Vợ đẹp quá, ông chồng. Ừ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Không giấu gì chị, hai vợ chồng em á là coi như sống hạnh phúc với nhau coi như cũng 20 năm rồi phải không mình? Ừ, 20 năm. Dạ. rồi được mụn con gái nó được 12 tuổi mà nó xui chị, nó xấu giống ba nó y chang vậy à. Cho nên á bà có duyên ghê. Dạ, chồng em xấu cái xong á cái nó biết thế nào nó cũng phải vô viện thẩm mỹ. Dạ. Tội nghiệp, cho bao nhiêu tiền nó cũng không có chịu xài, nó bỏ ống coi được được nhiêu vậy hả mình?
16 ngàn. Dạ 16 ngàn. Cái xong cái ổng ăn cắp của con nhỏ hả chị? Em cắp cái gì? Anh mượn tiền của con, ăn cắp cái gì? Anh nó ăn cắp thì nó ăn cắp đi. Tại vì con em á chị, nó gọi điện nó khóc quá trời quá đất, nó mét cái bàn cắp tiền cho nên em mới biết mình ở đây nè. Ê nó nghe nè, vợ ông đẹp quá, không cần sửa gì đâu, sửa cái nết là được rồi. Dạ, dạ. Cái cưng em, em nói chị nghe, tại vợ em người miền Tây đó, dạ. Dạ, ăn nói thật thà lắm. Dạ. À, bây giờ nghe mình nè, dạ. Chồng của chị á, đi kế bên chị thì người ta thấy không có xứng đào xứng kép, nhìn á không bằng chị, cho nên ổng tới đây ổng sửa. Ổng sửa là vì ai? Ổng sửa là vì vợ. Trời ơi thiệt, cha mẹ sanh em ra hiểu em có mình chị thôi đó. Thiệt luôn á, anh sửa là vì em đó. Mình ơi, người ta nói á, trai tài, gái sắc, đàn ông không có cần đẹp, chỉ cần tài thôi. Nhưng mà anh không có tài. Em biết. Nên anh cần đâm nữa. Chị biết không? Chồng em á bất tài lắm chị, mà tài lẻ cũng không có nữa. Được cái bất tài mà được cài mỗi ngày, tiền nhiêu đưa cho em hết trơn hết trọi, cho nên em rất là thương ổng. Trời cưng đó, thương chồng thương lắm luôn á. Trời ơi, mặt xấu dễ sợ, xấu thấy cưng luôn á, xấu lạ luôn á, cưng quá trời à chị. Mà được cái mình biết không, chị biết không, chồng em á ảnh xấu mà ảnh biết ảnh xấu trai, chứ còn em thù nhất mấy thằng cha đàn ông xấu quắc à, mà vẫn tưởng mình đẹp trai. Nói nghe gì mình, đàn ông xấu á mà tưởng mình đẹp á không có nhiều, đàn bà xấu mà tưởng mình đẹp mới nhiều. Nhìn tôi chi cha quê hả, tôi cứu ông nè. Dạ, cứu em. À, chồng của chị á lựa cái thẩm mỹ viện này á là vừa nổi tiếng nè, mà quan trọng nha, chồng của chị chọn thẩm mỹ viện của tôi sẽ thay đổi ảnh thành một tài tử, thành một con người mới. Cảm ơn chị, nhưng mà theo tôi nói chị nghe nè. Bà không thành vấn đề. Thôi tôi nói cho chị nghe nè. Ví dụ như bây giờ người ta nói á, hai vợ chồng đi ra ngoài đường, một cô vợ đẹp, đẹp như em nè, thấy không? Chồng hãnh diện, người ta khen thì chồng hãnh diện. Hãnh diện phải không mình? Hãnh diện lắm. Đó, thấy chưa, thấy mặt chồng em hãnh diện không kìa. Trời ơi, thấy mặt hãnh diện thấy cưng quá à. Hãnh diện mà cũng xấu nữa à, ghét ghê vậy đó. Đó, còn ví dụ như hai vợ chồng mà đi ra ngoài đường, ha, phải không, xấu nè, xấu xấu như chị vậy đó, xấu mà lùn vậy nè. Trời, đi ra ngoài cái tự nhiên người ta nói à, trời ơi con mẹ vậy đó mà lấy được ông chồng đẹp trai, lúc đó chị sao? Trời ơi, trời mặt nhục kìa, trời ảnh mặt nhục quá trời đó chị đó à. Sao mà thẩm mỹ viện tôi có thai não không ta? Nè con mẹ, để tôi thai não mới được chị. Dạ, dạ em xin lỗi chị, dạ vợ em tánh vậy đó. Dạ người miền Tây. Dạ thật lắm. Ủa tánh vậy có bị đánh chưa anh? Dạ, dạ em hỏi nhẹ vậy thôi nha. Dạ, dạ em xin lỗi chị. Dạ em ơi, dạ bây giờ đó anh thấy em nói như vậy là anh đã hiểu được cái lòng của em rồi. Anh xấu mà em không có chê anh xấu. Anh đúng hạnh phúc rồi, lắm. Đúng rồi, em nói mình nghe nè. Ngày xưa đó em đẹp nhất vùng này nè, mà giờ em còn đoạt giải hoa hậu nữa, ai chịu cho nổi phải không mình? Đâu có ai chịu dạ, nổi. Không ai chịu nổi hết trơn, bao nhiêu người theo đuổi em, em đâu có chịu, em đâu có chịu. Mà tại vì em lấy mình là tại vì mình chung thủy đó. Ủa nói vậy là từ hồi đi học tới giờ là bà me ổng xấu mà bà lấy đó hả? Đúng rồi, xấu nhất trường tôi mới lấy đó. Đó rồi chị biết không, ổng chung thủy lắm. Ồ vậy hả? Sao chị biết ổng chung thủy? Thì ổng xấu quá mà. Ổng dê người ta cũng đâu có chịu đâu chị, cho nên ổng phải chung thủy thôi. Ồ. Đó. Hay á. Cái này cái chiêu rồi đó. Thấy chồng xấu có cô gái, gái cũng đâu có chịu đâu. Ê, biết vậy ngày xưa tôi lấy chồng xấu xấu. Ủa, bộ chồng chị đẹp trai dữ lắm hả? Đẹp lắm. Sao ổng xui vậy? Em qua đây. Gì vậy mà? Hey. Em xin lỗi chị. Em xin lỗi chị. Dạ, vợ em nó tánh nó vậy đó chị. Em xin lỗi chị. Nhìn lắm rồi nha. Dạ, dạ em biết. Dạ. Thẩm mỹ nha. Dạ. Sao mình? Thấy cưng chứ dạ. Sao? Dạ. Cưng quá, tại vì vợ em tánh vậy đó. Giờ anh nói em nghe nè. Thật sự ra đó là anh để dành được mấy chục ngàn. Nó anh định đi thẩm mỹ nhưng mà anh sợ không đủ nên anh mới mượn của con gái thêm 16 ngàn nữa. Mượn gì anh ăn cắp chứ mượn gì không biết.
Ồ, bà này bà tàn sát tất cả luôn ha. Không chừa ai chứ, trời chồng bà bà giúp luôn. Dạ, dạ. Nói chung là chút nữa anh sẽ trả lại cho con gái ha. Ừ. Bây giờ cái vụ mà giờ nãy giờ mà em giải thích như vậy đó, anh hiểu được cái lòng của em rồi. Ừ. Anh quyết định là anh không có sửa nữa. Ủa gì vậy ấy? Định nha. Dạ. Trời ơi, tôi tư vấn quá trời ba. Chị, chị mình đưa tiền cho em hết cho em nha. À. Mình đưa tiền cho em đi, em sẽ làm một việc rất là ý nghĩa. Ơ việc gì có ý nghĩa em? Thì em đi mua một cái giải hoa hồng khác. Trời ơi. Em mừng nha. Trời ơi, vợ anh muốn cái gì cũng được hết á. Ông bà mình có câu: kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt u sầu, mà bỏ vợ lên đầu là trường sanh bất tử. Chị cũng được hết á. Anh ơi anh hả? Anh về anh muốn để vợ anh lên đầu, lên cổ, lên trán, lên mặt gì cũng được hết á. Anh đừng để em lên bàn thờ, tội nghiệp em. Cái gì vậy? Từ sáng giờ anh tư vấn cho anh quá trời, anh không làm gì đâu có được. Làm gì đi. Không có làm. Tại vì em nói mình nghe đây nè. Nha. Em đâu có cần làm gì đâu phải không? À. Em chỉ có một cái này nè, em đưa cho mình coi. Không phải bí quyết mà em giấu mình đi nè. Hả? Cái gì? Nè, mình coi nè nha. Chị coi nè. À. Nè, tôi phải uống cái này nè. Cái gì? Đó. Clamore's Collagen Beauty Drink. Đúng cái rồi. Cái sản phẩm mới của Forever Beauty Mall phải không? Đi. Mình không cần sữa gì hết trơn hả mình? Nè. Này của ai vậy? Này sản phẩm của ai? Của... cái gì đó Forever Billmore mà có dưỡng da nó nè, mình thấy mình em cái đẹp gì không vậy? Cái gì chị làm gì vậy? Ê, trời. Chị làm gì vậy? Đây. Ủa cái gì kỳ vậy? Tôi uống hết rồi. Trời làm đi đất ơi, không còn cơ hội cho uống đâu, tôi uống hết rồi. Làm thôi, đi làm cho mẹ. Không sửa. Không sửa. Trời, tôi nói từ sáng giờ mà không sửa tôi buồn quá. Ê, bây giờ tôi cho coi ví dụ nghe đẹp lắm. Mâm mì của tôi đâu rồi? Mâm mì. Mâm mì ơi, mâm mì ra chị nhờ em cái em. Đây nè, sửa cái chỗ của tôi, sửa cái mặt bây giờ đẹp tuyệt vời rồi. Bây giờ ta quay ra lại, ta sửa cái body. Đó, cái mặt đẹp ghê chưa? Chị thấy trời đẹp không chị? Trời ơi, công nhận nha. Đẹp sửa thành công quá trời ơi. Beautiful. Đó, sửa thành công. Đẹp quá trời nhưng mà không có sửa. Ủa sao vậy? Nói nghe nè, ông bà ta thường nói á, củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Thôi về mình. Trời ơi, hai vợ chồng, trời tôi tư vấn quá trời mà. Ơi, chị ơi. Cái gì vậy vậy? Em ghét nhất là những người xấu. Hả? Trời ơi, giờ tôi thẩm mỹ xong thằng nào cũng dập tôi hết trơn vậy trời. Hai vợ chồng quay lại. Hết tuần rồi lại chào. Chạy luôn. Thank you em. Quý vị khán giả thân mến, đây là người ở tại Minnesota. Và khi cái vai này rất là ghê thì Việt Hương không có dám mời một cái ca sĩ nào để giúp giùm vai này. Và đây là người tại nơi đây đã giúp cho Việt Hương với cái vai này. Cảm ơn em rất là nhiều, cảm ơn Vé Loan. Và cảm ơn Trung tâm Thúy Nga đã cho Việt Hương cũng như tất cả các ekip có mặt ngày hôm nay trong nhóm kịch. Cảm ơn chú Ngạn đã viết kịch cho tụi con. Và kỷ niệm 35 năm không có gì hơn là Việt Hương và nhóm kịch. Kính chúc quý vị khán giả lúc nào cũng mãi yêu chúng em như ngày hôm nay. Và cho chúng em được 45 năm, 55 năm, 65 năm. Xin chân thành cảm ơn. Nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà. Ba! Ba ơi ba! 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 Bé! Hả? Gì? Nhanh! Bé! Gì ba? Như về tới nhà mà đến bé ba hay sao mà tự nhiên bà la ba lớn như vậy? Đâu có, anh hai kêu là kêu em ba đó. Kêu em ba thì phải nói rõ ràng em ba. Kêu ba ba. Tại anh gấp quá thôi mà đừng có nóng giận mà ngồi xuống nè dép của em nè đó anh đi lụm cho em thấy không hả thôi mà đừng có giận anh mà nè má mất má nói là anh ở lại là phải bảo bọc chăm sóc cho em bởi vậy anh phải đi theo lo lắng cho em như vậy đó má kêu bảo bọc lo lắng là lo lau chùi tắm rửa cho tôi hả lo ăn lo uống cho tôi chứ không phải là lo đi cái chuyện tào lao đi lụm chiếc dép của tôi cái chiếc dép này là tôi cố tình làm rớt lại để có một nữ đại gia nào đó người ta để ý tôi người ta lùm xong người ta đem đến đây người ta trả người ta để ý tôi xong người ta đến đây chả thấy cái nhan sắc tôi cái người ta sẽ chốt đơn tôi chốt kèo hai đứa chốt cửa lại tôi đổi đời hư cấu vô cùng luôn ba cả
kệ. Hồi nãy mà anh không giật đôi dép này lại là em chốt cái đơn kỳ lắm. Kỳ hồi nãy không phải là một nữ đại gia mà là một nữ đại gia lụm cái này, mà không phải ve thường nữa. Ve gì? Ve chai nha. Anh phải giành giật lắm mà anh mới đem được dép về cho em đó. Thôi mà đừng có giận anh mà. Trời ơi, thôi bây giờ nghe lời anh. Nghe gì? Đừng có hư hỏng nữa. Em đi chơi bời như vậy á, Dượng biết á là Dượng rầu lắm, Dượng buồn đó, hiểu không? Rồi mẹ ở trên trời mẹ cũng buồn, rồi anh cũng buồn nữa, hiểu không? Buồn gì? Buồn gì rồi cũng sẽ qua. Chỉ có buồn ngủ là ở với ta suốt đời. Buồn gì mà buồn? Mệt em quá. Thơ thẩn đồ nữa. Thôi bây giờ nha, nếu mà em đã nói cái thơ buồn ngủ đó, thôi bây giờ em vô buồn em ngủ đi. Cái gì vậy? Bây giờ mà em không vô buồn ngủ là em buồn đó. Bây giờ tự nhiên kêu tôi đi ngủ. Mười giờ sáng tự nhiên kêu tôi đi ngủ, sao tôi ngủ? Dượng kiếm em từ khuya qua tới giờ đó ba. Trời ơi, anh khó khăn lắm anh mới giấu giếm được đó. Ba kiếm tôi sao không nói? Cái gì? Ba kiếm tôi phải nói cho tôi biết chứ, bây giờ ba biết tôi đi ra đường là chết. Ui. Trời ơi, anh cũng đi. Bây giờ em chạy vô ngủ liền. Vô trong phòng ngủ. Nếu mà ba có thấy được hay là ba có biết được, phải nói là không có thấy tôi nha không? Trời, yên tâm em ba nè. Dượng mà hỏi nha, là anh nói là em nằm trong phòng. Dượng nó bị lớn tuổi, Dượng nhìn không thấy. Được không? Quá được. Hợp lý không? Bây giờ tôi mới thấy anh xứng đáng là anh hai của tôi. Đó. Yeah. Dượng. Ủa, như Dượng. Dượng mới dậy hả? Ba. Dượng. Ba mới dậy lâu hả? Rồi. Tao dậy tao đã chải cái đầu tóc tao láng mưa rồi. Thôi ba để cái đầu tóc lạ quá. Dạ ba, con cũng mới về đó ba. Ê à. Con mới dậy. Mày đi đâu về? Cả dạ. Đêm không thấy mày ở nhà. Dạ, dạ đâu có con. Con mới dậy, con ở với anh hai nè. Em nhà đi đâu? Dạ em đi làm mấy chuyện tục nó. Không cái gì? Tục thể dục. Em đi tập thể dục đúng rồi. Dạ đúng. Con tập thể dục là để cho thục thiệt dễ đó ba. Dạ. Ba biết không, con tập thể dục mà ba. Cả đêm luôn, trời cả đêm con chạy quá trời con chạy luôn. Con chạy bán sống bán chết, con chạy một hơi mà con quay lại con nhìn lại. Rồi không thấy ai xung quanh con hết, con về đích luôn á ba. Thiệt đó, thiệt. Mày chạy với cô Hồn hả? Không, con chạy với người. Đâu có ai mà chạy thể dục mà chạy cả đêm như mày. Dạ. Tao không bao giờ tao tin được cái mặt mày. Dạ. Còn con. Dạ. Mày phải nói cho tao biết. Nó đi đâu? Em ba đi. Đi đâu? Em ba đi. Đi đâu? Đi đua xe bị bắt xe rồi. Mày đi đua xe? Dạ. Mày hết quân đề, đá gà, giờ tới phiên đua xe. Ba, nghe con nói, con không có đua xe. Con là con ngồi coi người ta đua xe. Mày ngồi coi đua xe mắc mớ xe mày bé bắt. Ba biết con bị liệu mà. Con đang ngồi coi đua xe vậy đó. Cái tự nhiên con thấy người ta chạy đua xe vậy, tự con nghe cái tiếng bắt đua xe. Con nghe tiếng bắt cái con phóng lên cái xe, con nẹt ra cái con chạy. Trời ơi, con chạy một hơi, con quanh lại. Dạ con về tới đích luôn, người ta phát cho con cái giải nhất luôn. Mày hay quá. Mày bị liệu kiểu đó nghe, tao giết mày có ngày. Dạ. Mày vừa phải thôi. Nhà này ăn núi gần lỡ rồi đó. Mà em có khiếu lắm Dượng. Em chạy không ai bắt được em, người ta chỉ bắt xe thôi Dượng. Nó lọt đi đâu mà không bắt được nó. Dạ em. Mày càng lúc càng điên rồi nghe. Dạ. Cơm nước sao rồi? Dạ rồi, con chuẩn bị rồi Dượng. Vô dọn cơm. Dạ con đi dọn cơm cho Dượng liền. Ê bội. Hả? Anh hai đâu vậy? Đi vô dọn cơm. Thôi đi dọn cơm. Trời ơi, bộ nhà này có mình ba ăn hả? Bộ tôi không ăn hả? Quên. Em ba từ khuya tới giờ. Rồi em ba ăn gì nè? Tôi đau răng. Nấu cơm nhão cho tôi ăn. Ô, cấu hình răng em ba như vậy mà cũng biết đau nữa hả? Trời. Ý là nhìn cấu hình răng em mạnh quá mà vẫn đau hả? Đau. Đau. Giờ tôi ăn cơm nhão. Không. Dạ. Tao ăn cơm khô mà. Có. Ba cứ ăn cơm khô đi, con ăn cơm nhão. Rồi. Nhưng mà tao tới tao ăn cơm khô mà. Có cơm khô cho Dượng, có cơm nhão cho em ba luôn. Rồi. Nè. Bộ không lẽ giờ đi ăn cơm không hả? Làm ơn luộc cho tôi hai cái trứng gà luộc nha, ăn có chút bổ dưỡng để ta còn tập thể dục. Mày sao mày khó quá mày ơi. Tao ba kỳ quá, con thích gì ba chiều con chứ. Ăn kho quẹt. Rồi. Tao ăn kho quẹt. Dạ rồi, quẹt Dưỡng có kho quẹt, có trứng luộc luôn. Rồi dạ, làm ơn nha. Lần này hôm nay làm ơn đem cho tôi đôi đũa ngà cho tôi ăn. Không. Kho quẹt là phải quẹt bằng đũa tre. Con quẹt đũa ngà nó trơn, nó không có dính nấm đâu. Ba,
đũa tre nó xước cái nú răng con. Nhưng mà đũa tre nó tao ăn kinh nghiệm hơn, tao quẹt nó dính. Rồi rồi, rồi bình tĩnh, bình tĩnh. Dượng với em ba bình tĩnh, có đầy đủ luôn. Rồi bây giờ là Dượng là lấy đũa tre quẹt trứng em ba. Cái gì vậy? Tự nhiên tao lấy đũa tre tao quẹt trứng nó làm chi? Không, đang nói gì. Không, quên là Dượng cầm đũa tre ăn kho quẹt, còn em ba là cầm đũa ăn trứng. Trời, đúng con, rồi con đã bị thần kinh yếu rồi mà gia đình còn nói vậy là sao? Bây giờ ngồi đây, con vô chuẩn bị nhanh nhanh đây. Con ngồi vô chuẩn bị liền. Mày đó ngang, đừng có ỷ ngang, đừng có ỷ tao là cha ruột mày, nó con ghẻ tao là tao binh mày, tao bỏ nó ngang. Ba ơi ba nên mừng vì có con là con ruột của ba. Con hơn cha là nhà có phúc đó. Có, mày đẹp hơn tao cái nhan sắc thôi đó. Hôm nay nhưng mà con thua ba, tại bên cánh nay cái tóc ba chảy lạ quá. Ba, con giống ba quá, ba cho con 100 triệu đi ba. 100 triệu chi? 100 triệu con qua Thái Lan. Mày đi chuyện giới à? Coi, con thích làm đàn ông lắm, chuyện giới gì? Tự nhiên là khùng đi xin 100 triệu chi mày? Còn nghe nói ở trên mạng đó là có cái bà hoa hậu phu nhân đó, bà hoa hậu Thành Đạt, danh nhân Thành Đạt, là bà coi như chuyến này bà qua bên Thái Lan, bà coi cái show Ba Ghi Ba Nai 40 năm gì đó, bà sẽ ngồi cái ghế hàng đầu. Bây giờ bà cho con 100 triệu đi, không con mua cái ghế hàng đầu, con ngồi kế bên bà, cái bà nhìn con nhìn bà nhìn con nhìn bà, hai đứa chốt hàng. Đó, con đổi đời luôn. Tao nói mày nghe nè, mày xin tao 100 triệu để mày ngồi hàng đầu á. Yeah. Mày đưa tao 2 triệu tao cho mày ngồi đầu tao nè. Ông nội mày ba kỳ quá à. Đấy, mày nghe mày làm như tao không biết á, tiếng Nga họ bán vé bao nhiêu hả, mày xin 100 triệu mày ngồi hàng đầu. Trời ơi, thì bây giờ cái đâu ghế có giá dữ dằn vậy. Không, nhưng mà còn cái áo quần ba phải đầu tư cho con chứ. Còn tao nói mày nghe nè, tự nhiên sao mày nói có bà doanh nhân Thành Đạt nào hoa hậu đi, hoa hậu thằng doanh nhân Thành Đạt nè, bà mày ngồi gần bả cho bà khỏi coi luôn hả chị, bà nhìn mày bà ói, bà cắm đầu xuống bà khỏi coi luôn á. Ba kỳ quá, người ta thưởng thức chương trình nhá. Ô ba kỳ, ba phải đầu tư, ba phải nghĩ đến tương lai. Ôi cho con mẹ chứ. Ôi tương lai gì con ơi, tương lai con mịt mờ lắm con ơi. Con nói bà nghe nè, bây giờ ba không cho tiền đúng không? Không, bán nhà. Bán cái cù loi gì vậy? Nhà mày hả mày bán? Nhà này nhà của tao. Nhà nào nhà của ba? Nhà của này... má con. Thì nhà của má mày, má mày là vợ tao, bà chết bà để lại cho tao là nhà của tao chứ có đâu tới mày. Gì vậy? Là của chồng công vợ mà. Bà nói gì? Của chồng công vợ hả? Ờ. Của chồng nào? Chồng trước của má con là ba của anh hai đó. Thấy không? Ông chết ông để lại cái gia tài. Thấy không? Ba dụ dỗ ba hốt má con. Thấy không? Rồi giờ bà chết cái rồi bà hưởng hết cái gia tài. Của nào mà của ba? Công nào công của ba? Mày đứng nha, tao đập mày à. Mày nói cái chuyện cái của đó nha. Tao có thể châm trước được là tại của cha thằng hai để lại. Nhưng mày nói tao không có công là tao quánh mày. Công gì? Bà có công trời gì? Trời ơi, tao hì hà hì hục mấy năm trời mới loài ra mày đó. Tao có công không? Trời ơi, mấy năm luôn hả ba? Mấy năm nè. Trời, con đâu có biết ba yếu như vậy. Giờ ba nói con mới biết luôn á. Đó, mới đẻ ra mày mạnh nè. Trời ơi, ba. Đi. Trời ơi. Không, ông cho bán nhà đi. Dẹp đi. Bà mày ăn cơm à. Mày để tao ăn cơm cho ngon nha. Tao chưa quánh mày cái tội đi đêm à. Cơm đâu? Dạ cơm tới mày rồi, cơm tới rồi. Tình có 100 triệu của ông trời. Trời ơi, ăn rồi mày cứ tù muốn tù tao chết hoài. Thì trước sau ba cũng chết mà. Hai tay bưng bát cơm đầy, gia đình hòa thuận tụi mình ăn cơm. Trời. Đây, hai đứa bay đồng lõa muốn giết tao chứ vậy? Giết gì? Đem cơm cúng ra luôn rồi. Dượng nói gì vậy? Cái tiểu cảnh này là đồ ăn của Dượng với em ba ngày hôm nay. Trời mà. Ơi. Tao nói là tao ăn cơm khô mà. Thì có cơm khô mà. Cơm khô đâu? Cái này cơm nhão mày in một cục y như cơm cúng vậy. Không có, Dượng, Dượng sai rồi Dượng. Ở trên là cơm nhão. Bây giờ mà Dượng ăn cơm khô, Dượng chỉ cần gạt cái lớp cơm nhão là cơm khô nằm ở dưới. Đây, mắc mớ mày đưa cái đôi đũa trẻ này. Tao kêu mày lấy cái đũa tre để tao quẹt, mắm quẹt cho nó dễ. Tự nhiên mày chẻ đôi đũa cái ra bông vậy. Không phải, cái này là cái đũa để ăn khô quẹt đó Dượng. Ăn khô quẹt cần gì lấy cái đũa này làm gì? Trời ơi, con biết cái nương cái nết của Dượng mà. Bây giờ con tưởng tượng này, cái đũa này mà ăn khô quẹt chấm được bao nhiêu khô quẹt đâu. Đúng không? Cái đầu này mà chấm vô, trời ơi, coi chút ép. Làm sao mà đá cái nương của Dượng. Đó, con là con làm cái đũa này là để ăn khô quẹt nè. Dượng lấy cái đầu này nè. Quậy nó một cái trâu khô quẹt kìa. Đó, bây giờ nha, Dượng đưa vô miệng. Dượng làm nhiều khi nó lên đường luôn á Dượng. Thằng ngu.
thằng ngu thiệt. Đúng, ăn nước mắm nhiều là phải lên máu, lên muối chứ mắc mơ ăn mắm mà lên đường là thằng điên. Không phải, tại cái này con chuốt nó còn sơ sài á, nó bén á, nhiều khi đưa vô rút cái rốt không cầm máu được là lên đường thực sự á. Rồi, là, rồi, không, rồi, đây, là... đây lòi ra ý đồ là tụi bay muốn giết tao nha. Không muốn có giết tao để bán cái nhà này đúng không? Ủa, bán nhà gì Dương? Bye, bán nhà ô. Bye, bán nhà ô. Mẹ nào mua nhà mà như mua ve chai vậy? Người đẹp mà còn giàu tới đây. Cái nhà sập sệ này có ai bán không? Con điên, đi ra bấm chuông. Nhà này bộ nhà quan chức chủ à, đi vô không bấm chuông vậy trời. Nhà này có chủ hả? Bán đi, bán tôi căn nhà sập sệ tôi giật sập lại tôi xây nhà mới. Ủa? Bất động sản đang đứng lắm, thở oxy hết trơn hết trội rồi. Bán tôi đi. Tao tán mày sập xuống đây trước nè. Bất động sản đứng mà ông tán tôi sập làm chi? Tôi cũng ngồi vậy tôi mua à. Tôi mua giá một, ông không bán tôi trả giá gấp đôi bán không? Không bán, cũng đi à. Bà. Ê trời, cái thằng bé cái mặt thú vị quá. Trời ơi, thằng bé này có bán không? Cái gì vậy? Tự nhiên thấy trai đẹp cái tươm tướp nhân cướp à. Nè nhà tôi không có bán thân nha. Không, cái thân này là đền bù lại cho người ta chứ bán ai mà lấy. Cái này khu vực giải tỏa nè, bụng bự quá. Tại vì cái mặt giải trí nha. Ê cái mặt dễ thương. Cái mặt này gọi là cái mặt ăn nhậu á. Là sao? Người ta nhậu sắp xỉn rồi, ngựa ngó qua ta ói, ta nhậu lại từ đầu. Con mẹ này bà nội vô duyên. Bà đâu vô duyên vậy? Mặt này mấy mẹ bán bia khoái lắm. Ê chê nha, chê. Không mang gì chê. Gia đình này nghiệp hay sao, ba thằng xấu đều. Ủa Dượng, cái khối simi này vẫn là con người hả Dượng? Ủa vậy là con người không phải đồ nhựa? Không phải, không phải cúp bé. Dạ đúng. Con quỷ, con quỷ robot này rồi đó. Robot này ở đâu ra? Không nhìn ra tôi hả? Ai đây? Hai Hường, người yêu của ông nè. Tan 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 tan. Hai Hường, bà đi đâu? Bà trốn đi đâu? Đứng đây. Ngài Thường ha, bà nói tôi là đàn đúm ăn chơi ha. Tôi đàn đúm ăn chơi lộ ra mặt. Còn ba chơi lén lút. Chơi mà đến giờ nè, bộ nhí kiếm tới nhà luôn nè. Bộ nhí đâu bộ nhí? Lại đây tấm lụm lại nghe kể. Tôi không phải là bồ nhí mà tôi là bồ lớn. Ngày xưa tôi với ổng ở đợ trong ngôi nhà này. Tôi làm vú em trong ngôi nhà này. Rồi á, một tay tôi quán xuyến ngôi nhà. Tay bên này thì tôi nắm thằng này tôi cho bú. Còn tay bên này tôi dọn dẹp tôi lo toan hết. Tại lúc đó ông ốm yếu, tôi thấy thương ổng cũng cùng cái phận đi ở đợ để cho ông dưỡng sức. Chứ đâu đâu có ngờ tôi quán xuyến hết nhà cửa. Một tay làm vú, một tay quán xuyến. Ổng khỏe mạnh, ổng giọt lên ổng lấy chủ là lấy má của con đó, mới đẻ ra con. Chứ thật ra gì á là lớn, gì á là bồ đỡ lớn chứ phải bồ nhí. Trời ơi, vậy là gì là cái người mà cho con bú mớm từ cái thời đầu tiên đó hả gì? Một tay gì đó con. Vậy là con biết bệnh thần kinh của con ở đâu ra rồi gì? Con... Tại tôi thấy tuổi thơ con dữ dội quá nha. Dữ và giận nha. Dạ. Đúng rồi. Vậy? Nó nói bà cũng đúng rồi. Nói gì đúng vậy? Đó, nó nói là bà cho nó bú mà bà nắm một tay bỏ cho bú rồi mày thấy nó điên không? Nó điên tới giờ đó. Ông sao tức cười quá. Thì quán xí trong nhà rồi cặp ở đâu rồi cho con. Sao tự nhiên giờ bà về đây? Tại bây giờ tôi ngon lành phải không? Tôi cát xưa đúng không? Quá trời. Quá trời quá đất chứ. Bị gì bây giờ giàu rồi. Hiểu không? Bây giờ quá trời giàu nhờ ông bỏ tôi. Trời thương người hiền mà còn đẹp. Trời ơi. Gì vậy? Thì đẹp. Trời nguyên rạp vậy? Đẹp. Trời ơi, nhờ như vậy đó tôi mới lấy được một người chồng ở LA. Wow. Hả? Gì? Dì dọn qua Los Angeles vợ luôn. Là ở đâu? Ở California đó. Là ở đâu? Ở Mỹ. Hả? Tôi qua LA, tôi buôn bán giao dịch mỗi một ngày 2,000 hộp. Trời ơi. 2,000 hộp xoàn luôn hả gì? Trời ơi, hộp xoàn mà 2,000 hộp luôn. Không, 2,000 hộp thịt lộn. Trời. Cái gì? Thịt lộn làm gì giàu vậy? Qua bển bán một thịt lộn mà tôi bán sỉ. Giàu chấn động mà cái dòng Tây Mỹ mà nó quái một thịt lộn rồi đó. Nó ghiền cũng giống như ghiền sầu riêng, ghiền bún mắm vậy đó. Một thịt lộn đâu có ăn trứng, nó ăn lận chục. Nó
ăn xong nó nhào lộn chứ đi không nổi luôn. Trời ơi, nó sung tới vậy luôn đó. Mà nhiều thằng nó ghiền kỳ cục lắm, giống như muốn mắm mà mình nấu cho nó không kịp á, nó lấy cái miếng mắm nó tới nó xin miếng mắm, nó chét cái mũi như sức dầu xanh vậy. Trời ơi, hết công á, thiệt. Có luôn hả? Bán lộn qua cái gì không? Tả nhìn sợ quá vậy. Không, nó thiệt, cho nó ghiền bún mắm, nó ghiền dữ trời. Vậy luôn, có vậy luôn. Ờ, nó ghiền, nó mê dữ lắm, cho nên bán bây giờ giàu lắm. Giàu ơi là giàu luôn. Cho nên lỡ giàu rồi là mình phải có chức vụ. Lén lén đi thi hoa hậu. Bây giờ tôi là đương kim vô địch hoa hậu. Thôi bà còn bà điên vừa vừa. Hoa hậu mà có vô địch. Có sao không có, sao có đội hoa hậu phải có hạng cân chứ, cao 1m50 nặng 50kg, có hạng cân đàng hoàng. Cái hạng mà giò ngắn ngắn á, nó bu nó thi ông dữ trời lắm. Giò ngắn khoái làm hoa hậu, nhờ tôi có tiền tôi bung ra, bây giờ tôi là đương kim vô địch hoa hậu luôn. Vừa giàu vừa có tiền, cho nên nhiệm vụ của tôi hôm nay tôi về đây là để tôi lấy một người chồng. Vậy là cái vụ mà đồn á, đồn ở trên mạng là có thiệt á hả? Có quý bà rồi mà. Có cái đồn đại gì của tôi đó, tôi về tôi lấy chồng thiệt đó. Là bà đi coi Thiên Nga xong bà lấy chồng luôn á hả? Tôi á. Em Hương. Mày có khùng không? Bây giờ lỡ tao già rồi đâu có lấy mà già như vậy. Đã lỡ lấy rồi là phải lấy trẻ. Bà nghe chưa, người ta lấy chồng trẻ. Mà nói về trẻ, ở đây ai trẻ hơn tôi? Tôi 25 tuổi. Anh hai 30 tuổi. 60 tuổi rồi ba. Ba đâu còn trẻ. Mày sinh năm mấy? 98. Thằng kia sinh năm mấy? 93. Tao sinh năm mấy? Sao bà? So là ba cái số, thay số nào nhỏ hơn? Số gì vậy? Nhỏ hơn mà. Vậy mà cũng được nữa hả ba? Không được. Muốn lấy vợ cỡ nào cho không được. Nín đi. Đã lấy trẻ rồi là phải trẻ măng, trẻ kiểu như là tươi xanh. Đúng rồi. Đây, Dượng đây, với... đây, đây, trẻ măng. Không, không, Dượng với em ba là thua rồi. Sao vậy? Mà tính về cái độ trẻ thì ở đây con gặp vú ở cái độ mà con trẻ nhất. Cái lần đầu gặp vú là con còn bú luôn đúng không? Đúng rồi. Đúng không, đúng không? Lúc nó mới đẻ ra cho nó bú cái đợp luôn đó. Không, nhưng mà nói nghe nè. Mày ở với tao, dù tao không có công sanh mày, nhưng tao có công dưỡng. Okay. À, dạ. Bây giờ Dượng hỏi con nè, mày ăn hoài một món mày ngán không? Ngán. Ngày xưa mày bú rồi, bây giờ mày phải chịu ăn cho... Trời đất ơi, tao lao cái gì nữa vậy ba? Cái gì? Cái gì? Ông ba? Ê, tôi nói lại rồi, bây giờ tôi cần trẻ mà còn phải khỏe nữa. Cỡ ông là cai sữa được đó. Rồi. Khỏe thì khỏi cần nói. Thằng con ruột tôi vô địch. Thằng kia nó bị tâm thần. Thằng này khỏe lắm. Tôi nói bà nghe tại sao nó khỏe. Bà chưa thấy đâu. Nó cá độ đá banh, nó thiếu nợ người ta. Người ta dí nó chạy từ lầu 1 tới lầu 20. Nó chạy lên chạy xuống 3 vòng. Người ta chận ở dưới nó nhảy lầu. Vẫn không chết. Thằng này là thứ trời đánh trật búa. Hốt nó đi. Wow, khỏe gì vậy ba? Trời, ba khoe con hay là ba đang đứng con vậy? Ta thấy khỏe thôi. Ôi, nó khỏe là được. Khỏe được dạ. Khỏe đúng rồi, bây giờ ta giàu mà. Vấn đề là bây giờ lấy tôi là đi theo tôi về nhà giả liền. Hả? Em Hương yên tâm, anh giả được. Giả? Ừ. Giả? Giả? Giả chứ. Giả liền. Giả liền, giả ngày giả đêm. Thôi thôi, nếu giả ngày giả đêm cho tôi rút khỏi cuộc chơi. Bà cứ nhồi nhồi hoài để hai đứa con nó. Ủa nhưng mà giả là qua bên đó là mình giả luôn chứ mình không có đi du lịch giải trí rồi tham quan rồi rồi giả hả? Không, giả liền. Giả muối tiêu để bán một vịt lộn á. Và tất cả là phải giả, không được xay và không được mua muối tiêu sẵn. Tại nó nghe mùi mốc đó người ta không có thích. Ủa, vậy là giả muối tiêu à? Giả muối tiêu bán vịt lộn á. Thôi bà ơi, vậy bà nói giả chi, bà nói về đâm muối tiêu cho khỏe đi. Đúng rồi, nói cái chữ đâm nó dễ là về là đâm ngày đâm. Được luôn, giả muối tiêu cũng được. Không. Dạ. Tại cái món của vú bán nó có cái dầu dâm á, cho nên nói gì nghe nó cũng bậy bạ hết trơn á. Ủa, nói chung là khỏi cút, nhưng mà con làm được. Thôi ba, người đừng có tào lao quá, mình suy nghĩ cái gì vậy nè. Suy nghĩ cho đàng hoàng nè. Tôi ngày xưa tôi ở đây, bây giờ tôi quay trở lại, hiểu không? Để tôi gặp ông. Hai đứa này nó như con tôi á. Tôi nói ông á, ông hiểu vấn đề không? Tôi về đây để tôi mua căn nhà này lại. Để làm gì? Tôi xây lên. Sau này tôi nó phải dựng vợ gả chồng vì chuyện của nó. Còn tôi với ông á, ông bán cái nhà lại cho tôi đi là được. Không có bán. Bán đi mà. Tôi không có bán. Bán đi mà Dượng. Không bán. Bán đi. Không bán. Dù gì căn nhà này cũng là tài sản của má con mà. Bán đi mà Dượng. Không. Là các người ép con.
Hả? Sao vậy? Là các người hét con. Nó lên cơn, nó lên cơn. Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao chạy tay? Tại mang thì ta giả điếc chờ cho người hết giận ta khuyên. Dù con ơi nhớ lấy lời ca, dù không xin dưỡng. Ngạ quỷ. Là ngạ quỷ. Tại sao cứ mỗi lần nhắm mắt trong đầu con chỉ toàn là những hình ảnh ngạ quỷ như vậy? Cho anh vừa đời. Lỗi con vừa. Cho con xin phép lui vào trong. Dạ. Con ơi, con xin phép. Ông dạ. Có phải ngạ quỷ? Trời đất ơi, không phải quỷ. Du nè, Du. Du hả? Thấy Du không? Dạ, dạ. Con thấy Du. Trời ơi, mừng quá rồi, thấy nó bị vết à. Nó phải thấy chứ sao mà thấy cả ề vậy mà không thấy. Trời ơi, cái lưng mà cũng có luôn hả? Thấy Vú chưa? Thấy rồi. Tôi nè, tôi không phải quỷ. Bà đứng lòng lòng nó xong thấy được. Ờ, bán nhà đi, bán nhà cho tôi. Không, tôi không có bán. Bán đi mà. Không bán. Là các người ép con. Là lên cơn nữa rồi. Để con. Các người lên cơn. Để con tụng liền đi. Dạ. Anh em như thể tài chắc. Thôi. Anh em như đất. Trời ơi cha. Dạ. À. Sao gì đánh con? Quá trời rồi, mày nhắc hoài cái mặt mày nghiệp quá, mày tụng mai mày tin. Bây giờ tôi tự gom một chút chánh niệm cho người luôn á. À. Mà kêu tỉnh làm sao mà tỉnh? Ông ơi, đừng có tụng niệm gì hết trơn á, trời á, bây giờ nghe lời tôi nè. Mọi người ơi, tôi về đây là tôi mua căn nhà này lại. Mà tôi lấy, tôi không có lấy cái này đâu, tới con tới cháu tôi mà lấy cái gì? Nhưng mà tôi không có bán. Bán cho tôi đi, tôi về tôi cất, tôi xây lên 7 tầng, hiểu không? Rồi xong rồi cho mỗi đứa ở một tầng, còn tôi với ông mà lên lên tầng 7 thả diều. Ê, tao với bà lên tầng 7. Xin lỗi các con, thời tới cả ông nội. Không sao. Hương à. Trời ơi. Vậy là hai đứa mình ở chung tầng đúng không? Đúng rồi. Thấy chưa? Ôi, cuối cùng cũng về mà... tao thôi. Ok cái đó. Mà phước tao không được nhà, thì coi như ba được cũng được. Ký vô. Hay quá. Trời ơi, Dượng. Dượng ơi, Dượng mà lên trên tầng 7 là Dượng bất tử luôn á Dượng. Có thời lắm con. Sao? Cái này là thiệt nha, tại vì cái tuổi của Dượng bây giờ là gần đất xa trời rồi. À. Bây giờ mà có người tới xây 7 cái tầng mà đưa Dượng lên tầng 7 là Dượng nằm trong cái thế là xa đất gần trời đó Dượng. Hay quá, vậy là Dượng thọ hơn đúng không? Trời ơi Dượng, bây giờ trên trời nó có 9 tầng nè. À. Mà Dượng lên tới tầng 7 là sớm muộn gì cũng... Bà nội mày! À. Trời ơi, trời ơi. Đó còn 2 tầng nữa là lên bà. Lẹ. Ê, ông lại đây. Cái gì? Đưa tay đây. Không, tôi... Bà ở tôi lâu mà không biết gì hết. Biết gì? Tôi đâu có biết chữ. Bởi vì không biết chữ mới để lăn sẵn ngón tay nè. Hả? Đưa đây. Lăng rồi lăn vô đây, ngón kia. Chi vậy? Rồi, thằng con trai. Dạ. Lại đây viết chữ, tôi đã đọc đồng ý. Ủa, em ba. Ghi vô. Là xong. Đó, rồi. Ủa, cái tôi... này tôi chưa đọc mà đồng ý gì? Nó đọc được rồi. Mày đọc. Con cũng chưa đọc. Nhưng mà con tin gì? Hai hai lại đây con. Dạ, giờ con nghe nè Vú. Đây là đất của cha má của con để lại. Dạ, đúng rồi. Về với chú đây ngày xưa cũng chỉ là ở đợ, là con hầu trong gia đình thôi. Nay vì có của gì mua miếng đất này lại, để dỡ lại cho con toàn bộ sở hữu miếng đất này. Ê. Sau này con làm nhà thờ cha má con. Vậy là bà gạt tôi. Gì vậy? Vậy là bà gạt tôi. Đã Dượng cho tôi ba. Cái gì vậy Dượng? Bà gạt tao. Làm Dượng chú nói cái gì vậy? Cái nhà này là nhà của tao. Không. Nhà này là nhà của vợ ông. Vợ ông có chồng trước là ba nó bắt bớ về nhà của ông. Đây dạ. Không phải là nhà của Dượng. Mày. Đây nhà, không nhà. Phải là nhà của anh ba luôn. Không, nhà của má. Đồng sở hữu. Căn nhà này là của mình. Của tụi mình nè. Của tụi mình kìa. Đúng. Của ba thằng mình. Mất dạy. Câu này mất dạy nhưng không mất nhà. Đây. Căn nhà này á không thể nào mà đưa cho ai được hết á. Nếu mà không có Dượng, không có em ba, cái người bệnh hoạn như con làm sao sống được trên cuộc đời này? Đúng rồi, Dượng, cái giấy này mình là một gia đình đó Dượng. Trời ơi, cái cho nên cái tờ giấy này không có nằm trong tay con được. Dượng, cái gì? Cái tờ giấy này mà xử lý sao đây? Hả? Bây giờ con nghe lời nè, con nghe lời gì? Căn nhà này ngày xưa là căn nhà gốc mặt tiền lớn lắm, mà bây giờ ba người đâu có ai đẹp đâu. Hả? Mà cạp đất ăn hoài đâu có được. Bây giờ cắt từng góc bán còn căn nhà có chút xíu. Bây giờ nhà này thành nhà cấp 4 rồi. Nghe lời dì Hường đi. Dì Hường sẽ cất lên 7-8 tuổi con dựng vợ gả chồng.
đứa nào cũng có một tầng để ở hết. Còn ba mày về với tôi, tôi lo. Nhiệm vụ ông chỉ có giả mà thôi. Tự nhiên thoáng chốc tao làm việc kiều mày. Ba qua Los Angeles rồi ba bảo lãnh con nha ba. Không nói, nói gì chứ cũng đâu có đi liền được. Tại vì tao chưa có bắt bọt mà. Bắt gì? Bắt bọt ba. Ê nó nghe nè, qua đây. Hả? Qua đây. Ông lấy bắt bò ông đi đâu? Đi đi về Mỹ đó, Los Angeles đó. Tao lao đi Long An nè, LA đây nè. Ủa gì vậy? Vậy gì, ở LA là Los Angeles chứ gì? Tôi đâu có nói tôi ở Los Angeles bao giờ. Tôi nói tôi ở LA, tôi ở Long An, bán dịch lộn. Ủa trời đất ơi, mà bán sỉ nha, giàu dữ trời luôn. Tôi mới gom một dịch lộn đó, tôi giao sỉ lên đây. Tôi đi ngang qua, tôi thấy nhà chủ của tôi tàn tạ quá, tôi gom tiền, tôi lên tôi mua đất. Chứ tôi đâu có nói tôi ở Mỹ bao giờ. Thôi, nói chung bây giờ thấy bà mua đất, bà cũng xây, bà lo nhà cửa cho tụi nó, tôi cũng vui. Ở nhà này không có ai làm ăn gì hết trơn hết trọi á. Bây giờ bà lên bà xây cho tụi nó, có cái cơ ngơi như vậy tôi cũng mừng, tôi về tôi phụ bà cũng được. Nhưng mà giờ tôi yếu rồi. Yếu cái gì, về chỉ giả thôi mà. Dạ ông nội. Cái gì vậy? Còn cái chài là giả được hết. Tôi giao cho ngồi giả muối tiêu. Đây nè, có này uống đã lắm. Cái gì? Dr. Sam. Uống đi. Đi. Vô rồi ba. Chắc chắn giả được hả? Giả được. Hai con. Cha đi chuyến này lành ít dữ nhiều. Các con ở nhà nhớ tụng niệm cầu nguyện cho cha bình an vô sự. Dạ. Nhất là mày. Con hả? Nhớ tụng niệm. Phải có chánh niệm nha con. Tí giác dạ. Cái chài đi đây. Nói nhiều quá. Đi lên giường. À. Lên đường. Lên đường à. Mà cái sofa khổng lồ như vậy, trái nhà rồi sao ra hẻm được biết nữa. Có ai ở nhà không? Ai nói chuyện xui xẻo dữ vậy trời. Hi everybody. Em chào nhỏ. Nữ. Cái gì? Cho cô gặp người lớn được không? Cái mặt tôi già nhất nhà này rồi đó. Ủa già hả? Sao thấy làm như 12, 13 tuổi mà. Nhìn kỹ giùm cái. Ờ ha. Nhìn xa xa tưởng là học trò middle school, nhìn gần là biết middle age rồi. Nhiều. Ủa rồi tới coi bói hay là coi mắt tôi mà hỏi nhan sắc tôi dữ vậy? Khoan khoan, nhưng mà xin lỗi à, thì như vậy là người tôi này... là cậu Tơ nè. Ô cậu Tơ. Thôi trời ơi, bạn bè tôi nói là cậu là coi bói linh thiêng lắm. Đây nè, hôm nay tôi muốn vô tôi hỏi. Cứ im đi. Nhìn mặt nữ thôi là biết nữ tới đây kiếm cậu coi gì rồi đó. Ủa biết liền vậy đó hả? Mở cây quạt này ra nghe. Nhìn mặt nữ là biết tới coi tình duyên hay là gia đạo. À coi gia đạo phải không? Đúng nhận sai từ từ cãi cậu nghe. Ủa im re vậy? Tại cậu nói sai là từ từ cãi, bây giờ cãi nè. Không phải là coi gia đạo. Ủa chứ coi gì? Coi tình duyên. Thí dụ coi tình duyên xong hợp ý ưng bụng có cưới ta làm vợ chồng không? Nhào vô lấy liền. Là gia đạo rồi đó. Cãi cậu không hà. Thôi cậu nói hay quá. Nhưng mà khoan khoan, cậu trước khi coi đó, cậu cho tôi hỏi cái này chút xíu nha. Cậu ơi, tôi thấy đi từ hẻm vô đây thấy cái chỗ này nó quen ghê gớm lắm. Có phải ngày xưa ở cái chỗ này là cái trường học cũ không? Đúng rồi, ngay cái góc này xưa là trường làng đó. Học sinh học đông lắm. Vậy hả? Sau này giải tỏa, nhà dân mới mọc lên. Trời ơi, vậy là đúng rồi. Đây nè cậu, cậu tôi cho, đây nè, cậu biết không? Đây nè, nhìn qua cái cửa sổ nhà cậu. Trời ơi, hàng xóm nhà cậu sao nó nhiều dữ vậy? Hàng xóm tôi được cái nhiều chuyện bu đông lắm. Ai cũng dòm tôi với cậu hết trơn ha. Ừ. Đây nè, tôi nói cậu nghe nè, nhìn ra đây nè nha, vậy là đây là đúng là cái trường cũ của tôi rồi. Nhìn ra đây là cái cây phượng vĩ. Đó. Đúng rồi, góc này trồng phượng nhiều lắm. Đó, trời ơi, phượng nó nở rực à. Rồi ve sầu kêu vênh vác, trời ơi, cái mùa hè tới đó cậu. Rồi, bên cái cây phượng vĩ tôi nhớ là người ta hay bán hàng lắm. Ừ. Đây có một cái xe, ngày xưa người có một cái xe bán thuốc lá. Đúng rồi, đúng mấy không? Góc Sài Gòn mình xưa xe thuốc lá nhiều đúng lắm. Đúng rồi, ở dưới người ta bày những cái hộp thuốc lá. Còn ở trên thì người ta treo toàn ten tròn. À, mấy cái áo mưa. Đúng rồi. Áo mưa mà một người xài đó. Không, tụi tôi xài hai người. Trời đất ơi,
Bà thiết kế một người cho an toàn, bà xài hai người tại quầy rồi sao? Không, xài hai người vẫn đủ mà, treo toàn ten đủ màu hết á. Không, mấy cái màu cơ bản đâu ra đủ màu. Mấy cái áo mưa một người bỏ vô bóp mình á. Không, áo mưa tôi bỏ vô cốp xe. Bà quê mùa nữa, áo mưa phải bỏ vô bóp, đem theo bên mình lỡ cấp bách rút ra xài còn kịp. Chứ bỏ vô cốp xe không lẽ mỗi lần nổi hứng lên kêu bạn đợi trong phòng, rời khỏi giường ra bãi xe lục 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 bạn mình mất hứng rồi sao? Trời, cậu không biết rồi, chờ đợi là bơi mình trong hạnh phúc. Hồi xưa tôi nhớ là lúc mà tôi yêu đó, tôi thích nhất cái hình ảnh mà anh ấy đứng lục 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 cái áo mưa ra, lấy cái áo mưa ra, bung ra, cả hai đứa cùng xài chung. Trời đất ơi, áo mưa mà hai đứa xài chung. Mà tôi nhớ cái thời đó làm như chúng tôi mới yêu nhau đó, ngày nào cũng xài áo mưa hết cậu. Trời đất à. Ơi, ngày nào mà cũng xài áo mưa. Đúng rồi. Trời, cặp đôi bà sung mãn dữ vậy đó hả? Không có, bởi vì Sài Gòn thời đó nó mưa dữ lắm, tháng 7 mà. Khoan, ý bà nói cái áo mưa gì? Áo mưa, áo mưa cái lúc trời mưa. Trời đưa cái áo mưa lúc trời mưa hả? Ừ. Tôi tưởng đang nói cái áo mưa lúc mây mưa với nhau. Ừ, trời ơi. Để hiểu lầm lắm. Trên đời có hai loại áo mưa, mặc khi xuống phố và mặc khi lên giường, hiểu không? Một loại á thì chống nước chống sình, một loại thì phòng chống bụng mình phình ra. Đúng rồi đó. Thử hiểu cậu ý ơi. Cậu đó nghe không? Đây nè cậu, dạ. À, ông ấy cho tôi cúng lễ mấy cây nhang cho thần thánh. Đi coi bói mà cúng bói nhang, bộ tính coi chùa hay gì? Ủa là sao? Phải có tiền lễ đặt lên chứ. Cái, à, ủa? Tượng thần thánh là ăn nhang là đủ rồi. Thần thánh thích nhang, thần thánh no. Dạ. Tôi thích nhang, tôi nám phổi, tôi chết. À tôi hiểu rồi, dạ dạ. Con nói thầy nghe nè, nếu mà thầy làm cho mà nó linh hiển cuộc đời con thì cỡ nào con cũng đặt hết á. Thần mà tôi nói cho nữ nghe nha, thần thánh tôi thờ xa lắm, thờ tuốt ở bên Tây, ông Tơ bà Nguyệt đó. Trời mỗi ơi. Lần về xong mà rước đi là giá khứ hồi hạng thương gia không đó nghe. Đặt một chiều tôi không có coi được đâu. Thôi được rồi, mấy chiều cũng được, miễn là linh thiêng là được rồi. Rồi muốn khấn gì khấn đi cậu. Dạ, coi cho. Bây giờ khấn nha. Ừ. Dạ con bắt đầu con khấn nha cậu. Ừ. Dạ. Con nói mình làm sao cho nên tụi con mà xong. Dạ hôm nay cậu làm sao cho con có thể làm được. Đây là những ý của con mà cậu nói nha. Dạ xong rồi đó cậu. Mụ nội tôi cũng không nghe được nữa. Sao vậy? Bà khấn khấn trong họng ai nghe. Trời ơi, thần thánh mà, nói cỡ nào thần thánh cũng nghe hết á. Dạ thưa nữ, thần thánh lớn lắm rồi, 500-700 tuổi rồi, lãng tai rồi. Phải nói rõ, tôi nghe rõ, tôi tâu lại với bề trên ta nghe. Trời ơi, dạ thôi nói lớn lên luôn ha. Ừ. Dạ thường thường chứ con cầu khẩn là con hầu ẩm trong miệng không à. Dear Mr. Spider and Mrs. Moon. Bà điên hả? Dạ sao? Bà khấn gì vậy? Ông Spider là tơ mà Moon là Nguyệt, là ông tơ bà Nguyệt đó cậu. Trời ơi, tôi thầy bói, bảo kêu Spider, tưởng Spider-Man người nhện không đó. Không, ông Tơ bà Nguyệt. Tôi không biết tiếng Anh, không tiếng Việt đi. Dạ, dạ, thôi là tiếng Việt, trời ơi, cậu khó quá. Dạ, ông Tơ bà Nguyệt ơi, con tên là Kimberly. Gì Kimberly? Không, tên Mỹ, con Việt Kiều mà, Kimberly. Kimberly à? Dạ. Thực sự ra là con mấy chục năm rồi con ở xa, con về con muốn tìm lại người yêu cũ. Ừ. Bởi vì con nghĩ là chỉ có người yêu cũ mới yêu con say đắm chân thành mà thôi. Ừ. Dạ giờ con cầu ông Tơ bà Nguyệt làm sao để xe duyên lại cho tụi con, bởi vì nếu có điều gì vĩnh cửu thì con chỉ xin là chỉ là tình yêu của chúng con mà thôi. Dạ con cảm ơn ông Tơ bà Nguyệt, con cảm ơn cậu Tơ giúp giùm con. Cái gì vậy? Cậu Tơ nói cái gì vậy? Cậu nói gì vậy cậu? Nói tiếng bề trên. Hiểu. Chừng nào thành người bề trên như bà hiểu. Thắc mắc quá. Nữ ở đâu? Cali. Có nãy Cali. Cái ông kia ở đâu? Cà Mau. Nó áo mới Cà Mau. Ân trên nói cho biết đó nghe, sẽ gặp lại đó. Trời ơi, thiệt không cậu Tư? Ông quên là cậu Tơ, tôi thiệt hả? Trời ơi, mà chừng nào chừng nào mới gặp lại, hỏi giùm con đi, hỏi giùm con cái. Mình là quen. Sẽ sớm thôi. Sớm mà, trời ơi sớm. Trong ngày hôm nay đó. Hả? Trời ơi, thôi đừng giận mặt con cậu Tơ. Có không? Trong ngày hôm nay luôn hả? Ừ. Trời ơi, nhưng mà ở đâu? Hỏi giùm con cái ở đâu? Đi coi bói đừng hỏi nhiều quá, tôi bí. Hả? Ủa? Không phải, ý là thiên cơ bất khả lộ, bí mật. Trời ơi, nhưng mà gặp là khi nào? Sáng, trưa, chiều, tối, khi nào gặp vậy cậu? Ủa thế? Ủa thoảng á?
á. Cái gì? Bây giờ nói cho nữ nghe nghe. Dạ dạ. Đem phép về đeo vô đi. Dạ. Cái sợi chỉ đỏ này đó, dạ, sợi chỉ tơ hồng đó nghe không? Đeo ngón áp út đi, dạ, trong dạ, vòng 9 phút gặp lại người yêu cũ. Cái gì? 9 phút hả? 9 phút. Trời, làm gì có chuyện đó xảy ra. Trời, bây giờ làm sao mà 9 phút mà gặp được ở đâu hả? Dạ tôi lại bà. Dạ. Không biết tôi coi hay bà coi nữa. Bà làm ơn trong vòng 9 phút rời khỏi nhà chạy thẳng ra đường thế nào cũng gặp. Mà dạ, đứng ở đây là hồi sau 9 phút người yêu bà là tôi luôn đó. À, à, đừng, đừng. Dạ thôi, dạ thôi, dạ 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 con cảm ơn cậu, con đi liền, con đi liền. Dạ con cảm ơn. Dạ con đeo vô rồi. Trời giờ còn 8 phút rồi đấy nè. Khách cậu Tơ ơi, cậu Tơ. Tỉnh người khùng. Cậu Tơ có nhà không cậu Tơ? Ai vậy? À. Khách quen. Dạ, cho gặp cậu Tơ. Tôi nè. Ủa? Dạ con thấy tưởng là cậu cô chứ. Mới sắm cặp chân mày tài lộc nhìn không ra phải không? Dạ đúng rồi, bữa nay nó sao nó đậm dữ thầy. Đi tái khám về hả? Ồ sao thầy biết hay vậy? Thì lịch của ông tôi biết mà. Dạ. Sau này doctor nói làm sao tin dạ, không? Dạ, doctor mới cho biết là bệnh nhẹ hết rồi thầy. Mấy cái bệnh nhẹ hết rồi hả? Dạ. Nhờ ơn nhờ phước cậu đó nghe. Đêm nào cậu coi ngày tháng tên tuổi, lập đàn cầu an mỗi ngày đó, bệnh nhẹ hết nhờ ơn cậu đó. Nhưng mà bệnh nặng còn thầy. Bệnh nặng còn hả? Dạ. Yeah. Tại cậu không nói sao cậu biết? Tại vì bình thường là bệnh nhẹ cậu cầu an thôi. Giờ còn bệnh nặng phải không? Dạ. Yeah. Để vài bữa cậu cầu siêu cho. Cậu. Ô. Cầu à, cầu tiêu, cầu tiêu tan bệnh tật. À, dạ, cầu tiêu tan thầy nói lẹ lẹ chứ thầy nói ngắt con hơi giật mình. Ừ. Dạ. Thôi bây giờ sao? Tới thì, cậu chi? Dạ bữa nay con cũng lại cái chuyện hôm nọ đó thầy. Ừ. Dạ. Là muốn gặp lại cô ấy sau mấy chục năm xa cách đúng không? Ông Trọng muốn gặp lại bà Kiều phải không? Dạ. Thôi biết rồi để tôi cầu cho. Dạ không phải. Chứ gì? Con lại đây để con cầu xin thầy làm sao thầy cắt giùm con. Ủa tôi thầy bói, đâu phải giải phẫu thẩm mỹ đâu trời. Dạ không phải. Tôi không biết cắt gì trên người ông đâu nghe. Dạ không 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 không, thầy hiểu lộn rồi. Dạ con chỉ muốn xin thầy cắt duyên giùm con. Cắt duyên hả? Con không muốn gặp lại cô đó. Sao vậy? Sao mấy lần tới tha thiết lắm mà. Dạ. Kỳ bác vậy sĩ trời. Vừa nói con bệnh nặng thầy à. Tự nhiên sau mấy chục năm không muốn gặp lại cô ấy nữa. Dạ. Bộ ông chuyển hệ rồi hả? Không thích phụ nữ nữa, mê đàn ông rồi phải không? Trời đất ơi, nào giờ bóng lén bóng lút hả cha? Giờ bóng quang minh chính đại rồi phải không? Thôi được rồi thầy. Cậu nói cái gì đó cũng được. Miễn làm sao cậu giúp con cắt duyên giùm con. Là không muốn gặp lại hả? Dạ nhất định không muốn gặp lại thầy. Sao nhiều chuyện quá vậy không biết nữa à. Đây nè, cái dạ, sợi chỉ này tôi cầu duyên đeo với mấy vô, người hả? Mỗi ngày đó. Không, bây giờ cắt là không gặp lại nữa đâu đó. Sắp gặp rồi đó mà giờ kêu cắt đó. Dạ thầy cắt. Bây giờ suy nghĩ kỹ chưa? Kiếp sau mới gặp lại đó nghe. Suy nghĩ kỹ đi. Thôi cắt luôn rồi, cắt luôn rồi. Tôi suy nghĩ chắc tới sáng mai quá. Rồi. Là được rồi hả thầy? Không bao giờ gặp đây nữa, kiếp sau mới gặp đó. Đội ơn thầy. Ngồi nghỉ ngơi chút xíu dạ, đi. Dạ dạ dạ. Dạ thôi chết rồi. Dạ dạ tôi quên cái bóp. Dạ dạ xin phép cậu cho tôi. Cậu chưa đụng tay vô nghe. Nữ lấy đi. Dạ dạ không có gì trong đó. Dạ cho xin phép. Ông anh cho tôi xin lấy. Cái này hả chị? Dạ 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 dạ. Dạ. Cảm ơn ông anh. Trời ơi. Anh Trọng. Má này làm hết hồn nè. Kiều. Ông điên rồi cha. Ông uống thuốc vô đi quán gà rồi đó. Bả tên Kimberly chứ không phải tên Kiều. Không phải, không phải. Tôi tên là Kiều. Qua Mỹ vô quốc tịch mới đổi là Kimberly. Kiều. Trời ơi anh Trọng, trời. Bao nhiêu năm nay mới gặp lại được anh. Trời em mừng quá. Trời ơi. Trời Linh quá đúng 9 phút rồi. Ủa tôi coi Linh gì hết trời. Trời ơi. Bình thường coi trật không đó. Trời ơi. Anh Trọng ơi. Trời ơi. Ê nói nghe, nói nghe. Bây giờ hai người gặp lại nhau mừng quá vậy. Đúng rồi. Mà xa nhau bao nhiêu năm rồi? Dạ 40 năm. 40 năm. Dạ. Còn thương nhau thấm thiết đi tìm nhau vậy. Mắc gì xa nhau? Tại anh đó. Tại em. Tại cổ. Tại anh. Tại em tại chứ. Ông á. Bớt cãi lộn lại đi. Cái cách cãi lộn của hai người làm mấy cái đứa nhiều chuyện như tôi bực mình lắm. Không biết rõ câu chuyện nó đi kể là hay hiểu không? Bây giờ nè, không lẽ giờ biến về thời quá khứ để coi lý do của ai đúng ai sai? Thôi giờ như vậy, không cần biến. Tụi tôi diễn lại ngay tại chỗ để cậu biết mà cậu phán là ai đúng ai sai. Làm lại cậu coi đi nha. Anh nhớ không? Cái chuyện mà trong quán cà phê 40 năm về trước anh nhớ không? Chuyện xảy ra đó. Quán cà phê. Quán cà phê. Làm sao mà quên được. Rồi, đúng rồi. Mình nhớ nha. Mình làm lại cho cậu Tơ coi nha. Bây giờ diễn lại cảnh đó phải không? Đây, 40 năm về trước. 40 năm về trước? Cái thời hai người còn đi học đó hả? Nhưng mà cách đây 40 năm tôi chưa tồn tại trên đời mà trời. Tôi đứng đây tôi làm gì?
bán cà phê, cô gái bán cà phê. Được làm cô gái bán cà phê hả? Mời quý vị coi lại cảnh quán cà phê cách đây 40 năm về trước. Anh em tay này tay nắm tay. Khoan anh, 18 tuổi em phải nhảy chân sáo nha anh. Rồi bắt đầu, anh hát lại đi anh. Một chiều em dạ, tay đang tay dìu nhau trên lối em. Dạ cái gì anh? Anh đã định hát tức là đưa em đi nhẹ nhẹ vào đời em nhảy kiểu đó nó không hợp nhà. Làm lại. Làm nhẹ phải không anh? Dạ dạ. Một chiều em tay đang tay dìu nhau trên lối. Nhảy cái này là tới mai. Đưa em đi nhẹ nhẹ vào đời. Bằng vòng tay tôi nâng niu mùa xuân của tôi. Đưa em vào ngày tháng vỗ về. Rồi, ngồi xuống đây đi ngồi em. Đây vỗ về đi em. Dạ. Anh. Anh nè. Nhưng mà em giận anh rồi đó. Giận cái gì? Tại anh biết không, nhà mình đó, ở trường mình nó có cây phượng kia kìa. Em nói anh trèo lên hái bông phượng về cho em ép. Em làm con bấm mà anh không chịu gì hết trơn à. Mấy kỳ trước anh hái rồi, anh hái gần hết cây phượng, da sầu nó hết kêu đó em nhớ không? Không, nhưng mà này còn nhiều lắm, anh lo anh chơi bằng đũa không, không hái gì trơn trụi á. Con bấm rồi kìa, em hái để em ép lưu bấm ngày xanh. Bấm là cái gì vậy? Là con bấm bấm vậy nè. Con bướm á hả? Ờ. Ồ, thôi đi, đừng có bấm bấm gì nữa hết á. Sao vậy? À, thì anh để anh đi bắt bướm thiệt cho em đi, hơi đâu mà bác mà hái bông phượng rồi. Ôi, làm cái gì? Trời, nó sắc xanh anh ơi, em chỉ muốn bấm phượng thôi. Thôi được rồi, cái gì cũng em được. Em dễ thương quá, em 18 tuổi dễ thương quá. Em dạ anh chị, uống gì? Bán cà phê nè. Anh chị uống gì? Cho ly cà phê đen đã. Anh cà phê đen. Ừ. Chị uống gì chị? Chị uống gì em vô em làm. Em vô pha nước cho chị uống gì? Anh ơi, chở bạn gái về cậu gió đi anh. Chị trúng gió á khẩu rồi anh. Em sao vậy? Em bình thường. Ô chị bình thường. Em tưởng chị câm không á. Chị, vậy chị nói được, chị nói cho em biết chị thích uống cái gì. Cái món mà tôi thích á, ảnh biết á. À dạ. Anh ơi, bình thường chị uống gì vậy anh? Sao không hỏi cổ đi? Chị biểu em qua hỏi anh. Nhưng mà ai uống? Chị uống. Hỏi chị. Ờ ai uống phải hỏi người đó chứ. Ừ. Không lẽ bán xong ly cà phê thấp khớp luôn trời. Chị uống gì? Tôi nói anh nghe nè, người yêu phải biết người ta uống cái gì chứ. Khổ ghê, vậy là em thích uống cái món cũ phải không? Ờ. Vậy tôi đưa ly xương sáo đi. Vô quán cà phê kêu xương sáo. Coi ứa máu được chưa? Ủa mà nói nghe, mới yêu nhau phải không? Đang yêu nhau mà ăn xương sáo, rồi sao sướng? À. Yêu nhau là phải ăn xương máu cho nó mau sướng. Ừ. Thôi được rồi. Ổng muốn xương sáo chứ tôi đâu muốn xương sáo. Thôi. À, không có xương sáo phải không? Không có. Để cho tôi ly cà phê sữa. Chỉ cà phê sữa. Ừ. Tôi thích trà xanh. Ở lộn, trà xanh. Em hỏi thiệt anh chị có đang yêu nhau không? Ông sao hỏi gì yêu chứ vậy? Em thấy không yêu hiểu ý nhau lắm đó. Mà cái dòng yêu nhau mà không hiểu ý nhau sớm muộn cũng chia tay hả anh chị? Thôi, vô duyên nha. Tôi nói vậy nha. Cà phê đen của anh, trà xanh của chị phải không? Anh nhớ là em thích uống cà phê sữa mà. Đâu có đâu, cái bữa đó là tại vì anh gọi thì em thương anh, em uống thôi. À? Bữa đó về trời ơi, em dành toilet với má em quá trời luôn á. Ủa chứ má em bị sao? Trời ơi thì đó, má em cũng dành toilet với em luôn, tại ba em cũng pha cà phê sữa cho má em uống luôn. Thiệt là đó. Nè. Ừ? Nước tới rồi. À, cà phê đen của anh. Dạ, trà xanh của chị đây. Dạ. Cảm ơn em. Chị, nay nhân dịp gì mà mình đi chơi với nhau vậy chị? Chị ơi, chắc tôi dắt mẹ đi chăm cú quá. Cái miệng im re à. Anh, chị không trả lời em. Bữa nay nhân dịp gì mà đi chơi với nhau vậy anh? Tụi tôi đang dắt nhau kỷ niệm ngày quen nhau. Trời ơi, học sinh với nhau. Ừ. Mà dắt nhau kỷ niệm ngày quen nhau. Vậy mình quen nhau lâu chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu lâu anh? 3 năm. 3 tháng. Mới 3 tháng mà đặt kỷ niệm. Làm như thành tích kỷ lục gì ghê gớm lắm vậy đó. Em nói này nghe chơi chứ phải trụ đâu nghe. Hồi xưa cái lớp đi học của em đó, có mấy cái đứa mà quen nhau đó, mình đặt làm kỷ niệm 2 tháng quen nhau, kỷ niệm 3 tháng quen nhau. Mà mấy cái đứa đó nha anh, không bao giờ lết được tới tháng thứ 4 hết trơn trời á. Bữa nay kỷ niệm ngày mai hoài niệm liền vậy đó. Thôi. Mày đặt rủ nhau ra công viên chụp hình selfie đồ. Em nói nghe nha, yêu nhau chụp ảnh tràn lan, chia tay phải tốn thời gian xóa hình đó. Đừng có nói có huông nha. Ủa? 40 năm trước đâu có vụ selfie đâu. Dạ em tưởng tượng. Sao vậy?
Anh uống đi. Em, ngon không? Em, cà phê này ngon lắm đó. Uống đi. Chị, ủa sao chị? Chị à, uống đi cưng. Tôi uống không có được. Ủa sao vậy, anh thử coi, uống bình thường mà. Sao vậy, anh thấy có cái gì mà uống không đâu, được uống vậy? Có gì không? Ừ. Anh uống được. Anh thấy ngon mà bình thường, uống đi. Không có mở nắp chai sao uống được. Ứa gan dễ sợ luôn á. Ủa chị có thể tự mở mà chị. Tôi không có thích mở bằng tay của tôi. Không thích mở bằng tay của tôi. Vậy chị mở bằng chân hả chị? Ủa cái này đi thi lập kỷ lục Guinness được luôn nè. Người phụ nữ đầu tiên tại Cali mở nắp chai bằng chân. Trời, cái gì vậy? Thiệt hả em? Vậy mỗi phút em mở được bao nhiêu cái nắp chai? Trời ơi, sao vậy? Sao vậy vậy? Anh ơi, nói này không phải chơi cho anh dù duyên thiệt đó. Bởi vậy, trời, em nói thiệt với anh á. Em nói anh nghe nè. Anh phải biết là người yêu anh thích cái gì, muốn cái gì chứ. Tự nhiên anh cứ hỏi vậy làm sao mà người ta nói cho được. Anh thì anh vô tâm vô tính thì lắm. Em thích cái gì thì em phải nói, em hiểu chứ. Tại em không nói làm sao anh biết. Người yêu thì phải hiểu nhau chứ. Thôi em thì em giận anh rồi á, em đi về đi, em gọi má em đón em. Ủa khoan, cái gì là chia tay vì cái nắp chai này đó hả? Bởi ông bà nói không sai mà, nhiều khi cái kẻ thứ ba không phải ai khác mà là trà xanh. Má ơi, má đón con về đi má ơi. Má. Ủa ông... ai vậy? Ăn cướp. Dừng lại. Ăn cướp. Ăn cướp. Anh nói ăn cướp. Thôi, đừng có làm gì. Trời, có ai thấy gì không? Hả? Ăn cướp đẹp trai quá má ơi. Trời, ăn cướp trời ơi. Trời cầu đi, cầu đi. Cầu đi. Cầu trời khấn Phật. Cầu trời khấn Phật cho anh ăn cướp không sao. Cái gì? Cầu trời khấn Phật cho người yêu tôi không có sao. Trời ơi, cái gì ghê vậy? Trời ơi, cướp ở đâu mà vô nhà cướp ghê vậy? Có khi nào chồng bà đi theo thằng ăn cướp rồi luôn không? Anh tới rồi. Trời anh ơi, anh Trọng ơi, chi vậy? Em đâu có cần cái điện thoại này đâu. Anh có sao không? Không sao, anh chỉ trầy chút thôi, không sao đâu đó. Xích dầu lát hết rồi. Bởi vậy mà bà, em nói anh nghe thấy không? Nè dạ. Người ta không biết mở nắp chai cho bà, nhưng ta hy sinh tính mạng vì bà chứ bộ. Tôi hiểu rồi. Anh Trọng mà em thương anh như vậy đó. Em thương anh vì anh tròn tròn dễ thương mà lại còn lo cho em nữa. Ủa khoan, kết thúc hồi tưởng, quay về hiện tại đi. Quay lại đây. Rồi, thí dụ cái tình tiết lúc đó xảy ra bà phải động lòng yêu say đắm chứ mắc gì xa nhau. Trời ơi, tôi nói nghe nè. Sau cái vụ mà cướp giật đó, tôi nhận được một cú phone của má tôi. Gọi anh chi? Gọi tôi về bắt tôi lấy chồng Việt Kiều. Rồi bà có đi không? Trời đi, cho nên bây giờ mới tin Kimberly đó. Mà giờ má bà còn sống không? Ba má tôi mất hết rồi. Ê, vậy má bà chết rồi kìa. Tự do tí với nhau đi, đợi gì nữa. Đúng rồi đó. Em về đây là vì anh à. Anh Trọng. Kiều. Sao? Tới không? Nhưng mà... Trời ơi, sao ông này mệt ghê, sao 40 năm vẫn chậm chạp như thường. Sao nó lừ đừ vậy, nhanh lên lừ đừ. Nó nghe, ngồi xuống, bây giờ uống nước nói chuyện ha. Hồi nãy uống nước rồi mà. Ông bị khùng hả? Hồi nãy uống là cách đây 40 năm về trước. Bây giờ phải uống nữa chứ trời. Trời ơi, 40 năm mà uống có nhiêu đây thôi đó hả? Thì khác quá. Uống không anh uống gì? Cũng cho cái ly cà phê đen đá. Anh cà phê, còn chị? Trà xanh. Em nói thiệt với anh nha, cái trà xanh 40 năm về trước em qua Mỹ đó, em tìm lại nhưng mà không có cái trà nào bằng trà của ngày xưa hết trơn á. Sao vậy? Sao? Anh thấy Mỹ bây giờ nhiều lắm, chợ nào cũng có bán hết trơn á. Nào là number one này, đầy đủ, mà hương vị như ngày xưa. Ủa vậy hả anh? Trời ơi, tưởng đâu là quảng cáo không đó. Anh bên Việt Nam mà anh biết cái chuyện bên Mỹ hay quá ha. Bà con anh nói mà. Dạ, trà xanh. Thôi bây giờ uống gì nè? Hai món cũ phải không? Hai món cũ đi. Thôi sẵn nãy còn rồi, uống luôn đi. Uống đi. Khỏi vô lấy. Vậy để anh mở nắp cho em nha. Ý, tinh tế nha. Sau 40 năm biết mở nắp cho bạn gái rồi đó. Bắt đầu thay đổi rồi đó. Very good. Anh uống đi. Yeah. Uống đi. Bây giờ, nãy uống rồi, mà bây giờ uống xong rồi mình làm gì nữa thầy? Uống xong rồi hả? Đi toilet đi. Dạ. Nói gì cũng nghe. Trời ơi, sao ông khờ dữ vậy trời. Hỏi thăm nhau đi. Hả? Hỏi thăm nhau. Em nói anh nghe, bao nhiêu năm xa cách rồi, giờ anh sao, vợ con sao rồi nè? Vợ còn chưa có nói gì con. Sao? Tức là anh còn ở độc thân mà. Anh chưa có đời vợ nào hết hả? Chưa em. Vậy có đời chồng nào không? Kiều, em có bị sao không vậy? Em
giỡn. Em gặp anh em mừng quá em nè, giỡn. Anh nói em nghe nè. Vậy rồi mấy chục năm rồi đó, em đi lấy Việt Kiều. Dạ. Rồi chắc bây giờ em cũng trải qua mấy đời chồng rồi ha. Nói nghe nè cha nội, vô duyên với ông là vô duyên trong máu rồi. Bữa nào rảnh rảnh đi lọc máu cho nó bớt vô duyên nghe. Thì mới đi lọc về đó thầy. Ủa mới đi lọc luôn đó hả? Dạ. Thôi đầu thai mới hết rồi. Nó nghe chị, ta con gái đàng hoàng, đâu có như đàn ông mấy người đâu mấy đời chồng. Chính chuyên mà hai chị ha. Đúng rồi, tôi chỉ mấy lần đò thôi. Mẹ, thôi cũng bấy bá rồi đó. Thôi nhưng đó. Mà bây giờ em vẫn một mình anh nè. Ý, em vẫn một mình. Một mình mới quan trọng, tới với nhau, tới đi. Được không? Về tới đây là tới nè, anh. Nhưng mà... Cái gì nhân hoài vậy? Nhân hoài vậy? Thôi bây giờ uống xong rồi ăn ha. Tôi phục vụ đồ ăn luôn. Rồi, đói rồi, sáng giờ tôi đói quá rồi. Ở đây làm sao có cái gì ăn? Đâu, nhà ở tôi như nhà hàng vậy đó. Dạ. Bán đầy đủ hết á. Giờ anh chị muốn ăn gì? Ở đây có gì? À, anh chị ăn phở hay là hủ tiếu? Phở. Hai cái phở. Tự nhiên điệu ngang xương vậy trời. Nó nghe cái mặt của chị ấy nói chữ phở, nhìn nó thấy thương. Còn anh nói chữ phở nhìn thấy ghét dễ sợ luôn á. Thấy ớn lắm anh ơi. Vậy hả? Vậy bây giờ hai anh chị ăn phở phải không? Để em vô em nấu phở. Rồi em bưng hai tô phở. Ê! Làm gì né hoài vậy? Không có, tụi tôi nói bình thường thôi. Còn cái khẩu hình kia mà nói một cái văn mà tôi sợ răng chạm vô má tôi phải tránh. Chị nói quá à. Chị có tin em vô em lấy hầm răng pha nước lèo chị ăn không? Không cần đâu. Dạ. Xương heo. Trời ơi, cái hầm răng ngâm vô nó ngọt nước dữ lắm luôn á. Vậy giờ hai tô phở ha. Xin lỗi quý khách hết phở rồi. Cái gì vậy? Sao anh chào hủ tiếu với phở? Dạ nói cho có nhiều sự lựa chọn vậy thôi. Hả? Như quán còn có hủ tiếu à. Rồi thôi được rồi, hủ tiếu cũng được nữa. Cho hai cái hủ tiếu đi. Hai tô hủ tiếu. Rồi. Nè, nhưng mà ảnh ăn giò nạc nghe. À, còn của chị thì đừng có lấy hành xanh. Trời ơi, thuộc thói quen của nhau quá. Nhớ chứ. Em còn nhớ không có thích hành nạc hả? Dạ, em nhớ chứ. À. Dạ, anh cũng nhớ em không thích hành đó. Anh nhớ mà. Dạ, cái gì của anh em cũng nhớ hết trơn á. Anh cũng vậy mà. Rạc gì ạ? Ủa, sao lại... Dạ, hủ tiếu có rồi nè. Hủ tiếu. Sao lẹ dữ thầy? Lẹ quá hả? Dạ. Rồi để em bưng vô 8 tiếng nữa em bưng ra nha. Ô, đừng, lâu quá là coi như bị rầy đó. Thôi, làm liền. Thời lượng có hạn, phải nấu lẹ, nấu chậm em bị chửi. Đúng rồi. Dạ. Ăn đi. Thơm lắm em. Dạ. Ăn đi em. Hủ tiếu làm như dầu thơm, vậy thơm lắm em. Trời, nước lèo nấu bằng gì ngọt dữ thầy. Nấu bằng. Đừng có nói là lấy nấu bằng răng thầy nghe. Răng tôi đâu phải mô hình đâu, lắp ráp cái một trời. Mà đều ngọt á. Ờ vậy hả thầy. Trời ơi ngọt thiệt thầy. Ngọt nè hả? Trời ơi cái miếng bún này tôi thấy sao mà nó dẻo, nó dai như là cái miếng thịt vậy đó. Còn miếng thịt nghe, trời ơi nó mềm. Còn cái cọng giá sao nó xanh giống cái cọng hành thầy. Còn hành thì nó vàng như là hành phi vậy đó. Ngon lắm em, ăn đi. Ăn mấy muỗng đi anh, ăn thử mấy muỗng đi. Ừ. Gắp cọng hủ tiếu coi ngon không. Ừ. Trời ơi ngon lắm. Ngon quá thầy ơi. Cái nước lèo em pha bằng đúng một đậu cụ duy nhất mà. Dạ. Thầy đừng có nói bằng đường bột ngọt nha. Không, hàm xương đồ nhiều lắm. À, dạ. Xương hàm đồ đó. Em ăn đi chứ. Sao vậy? Ủa chị ơi, sao chị không ăn? Chị ơi, hủ tiếu chị nở thè lè. Bà tôi nghe có ngày nói chuyện với bức tường quá. Nói nghe. Hả? Bẻ là dùm cái cổ đi. Ngày xưa nó quay quay lại được, giờ lớn tuổi quay nó trật luôn rồi. Bình đặc. Ăn cái gì mà ăn? Để nở thè lè à. Không có đũa, lấy gì mà ăn? Trời ơi, đũa nè em. Chị ơi, chị bị đuôi hả chị? Đũa trước mặt chị kìa. Nhưng mà tôi không thích lấy đũa bằng tay của tôi. Ý sao quen dữ vậy trời. Sao 40 năm vẫn cái nết này vậy? Chị ơi, chị không thích lấy đũa bằng tay, chị lấy đũa bằng chân hả chị? Thôi, đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa. Em nói thiệt với anh nha, mấy chục năm nay em về đây, em nghĩ là anh sẽ thay đổi. Mới đầu mở nắp chai mình cũng mừng rồi đúng không? Mình tưởng thay đổi, ai ngờ anh vẫn y nguyên như vậy à. Đâu có gì y nguyên đâu, anh đã mở nắp chai được cho em rồi mà. Mà điều khi em muốn thì em chỉ nói anh thôi, đơn giản quá mà. Em mà nói thành nó sai khiến sao? Nhưng đối với anh nó là sự chia sẻ. Chia sẻ gì, anh vô tâm vô tính lắm. Thiệt thôi, em gọi Uber em đi về cho rồi đi. Ủa? Em không thể nào chịu nổi nó rồi. Ê khoan, tự nhiên đi về vậy? Cái gì? Không tôi phải đi về. Anh không có thay đổi gì hết. Khó lắm mới gặp nhau trở lại, không thể đi về được. Làm sao? Bây giờ sao ta? Bây giờ làm sao để giữ bà lại cho bà đọc? Ôi tôi đi về. Khoan, đúng rồi. Lúc này phải xuất hiện thằng ăn cướp nè. Hễ có ai giật điện thoại bà. Cái gì? Đứng yên đó, tôi đi kiếm ăn cướp. Cái gì?
hả? Không, cái gì bị cướp bóc gì vậy? Có ăn cướp xuất hiện. Tôi ai về. Có ai rảnh giật điện thoại bả giùm tôi không? Ôi trời. Cái gì vậy? Ơi, anh ăn cướp nè. Ăn cướp năm xưa. Ủa gì ăn cướp? Bạn bè tôi chỉ tôi tới đây coi bói mà thầy. Ủa sao ăn cướp vậy đi coi bói rồi? Ủa là ăn cướp cái gì? Không, tôi nhớ cách đây 40 năm theo cái lời của bà kể là có cái thằng đẹp trai y chang ông làm ăn cướp. Giống tôi 40 năm trước mà làm ăn cướp. Đúng rồi. Ông cố nội tôi. Trời ơi, ông cố nội tôi 40 năm trước là ăn cướp. Rồi, ông nội anh? Ông nội tôi hả? Ăn trộm. Còn ba anh? Ba tôi ăn giật. Trời. Rồi bây giờ anh? Tôi ăn năn sám hối. Bốn đời rồi mà. Hoàng thôi. Lương. Nhà Hoàng Lương hả? Vậy thôi tôi đi về. Khoan. Quá. Cái gì? Đúng đó. Để tôi tính. Anh, bây giờ mình tạm ngưng Hoàng Lương đi anh. Mình trở lại hành động đi anh. Hành động gì? Giật điện thoại bãi giùm tôi. Ê, trời, tự nhiên cái giật điện thoại. Giật đi, lát em coi bói free cho. Hả? Tự nhiên giật điện thoại mà được coi bói free hả? Được. Nhưng mà ngày hôm nay tôi tới đây tôi cắt Dương Âm nha. Cắt gì cũng được. Bây giờ phải cắt được cho tôi, không thôi tôi cắt hai dương dương của cậu đó. Vậy vậy? Giật điện thoại đi. Không, không ai mà giật điện thoại, cái gì giật cái gì của tôi. Thôi bây giờ không. Giúp giùm tôi đi, tôi mượn cái điện thoại rồi sao. Ê, vài năm nữa tôi trả cho. Rồi nhớ coi bói tôi nha. Thôi lượng sức mình đi anh ơi. Trời cái gì vậy? Thôi anh ơi, anh Trọng ơi. Anh Trọng. Trời ơi sao xuống người ta giật vậy anh Trọng? Nó Hoàng Lương rồi mà sao nó xô người mạnh vậy? Anh Trọng ơi, anh Trọng ơi. Anh Trọng. Ê nó nghe. Hả? Ổng đang bệnh nhiều lắm đó, uống thuốc nhiều lắm đó. Trời ơi, sao cậu ác vậy cậu bác? Anh Trọng ơi, anh Trọng. Anh Trọng à, em vượt dạn dầm em về đây để em gặp lại anh nè anh Trọng. Anh Trọng ơi, anh Trọng ơi, anh dậy đi anh ơi. Dạ, anh ơi, em về đây là để sống với anh. Tụi mình sẽ có nhau những quãng đời còn lại. Anh Trọng ơi, anh Trọng ơi. Anh ơi, em nói anh nghe nè, cái người nào mà xả thân để cứu em có nghĩa là em sẽ sống suốt đời với người đó. Anh Tịnh. Em nói thiệt hả Kiều? Trời đất ơi, ổng như Hồi Dương vậy trời. Tại giờ tôi đâu, anh đâu có tờ xỉu gì đâu. Anh làm anh nghe em nói mà. Anh nghe hết đúng không? Như vậy nha anh. Bây giờ mình về đây rồi, hai đứa mình cũng là luống tuổi rồi, hai người cộng lại cũng hơn 100 tuổi rồi. Không mấy giờ cuối đời mình có nhau nha anh. Nha, anh say yes đi nha. Không. Em biết không? Chết không? Bây giờ mỗi ngày anh hãy uống cả bụm thuốc vậy nè Kiều à. Trời anh ơi, lớn tuổi ai mà không uống. Một ngày em uống hai ba bụm thuốc luôn anh. Nhưng mà tại tôi. Tôi cắt sợi dây chi giờ không tới với nhau. Nói lỡ. Không nói thể lỡ. Được Kiều à. Sao mà không được? Anh không muốn trở thành gánh nặng cho em. Anh rất là thương em. Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà chính vì thương em, tụi mình không thể nào trở lại với nhau được. Ê, cái này là em ghét lắm đó nha. Em ghét cái kiểu mà vì quá thương em cho nên là coi như là buông tha cho em. Tôi ghét cái kiểu lắm nha. Cái kiểu rộng lượng kỳ cục. Đúng rồi. Thương nhau là phải ở bên cạnh nhau. Lo lắng cho nhau. Đúng không? Chứ thử mà thương nhau không ở bên cạnh nhau đi. Một mình cô đơn giữa đêm tối, lỡ đang ngủ bị bóng đè, ai sẽ kêu mình dậy và đuổi bóng đi. Đúng không? Đúng rồi. Lỡ già đản trí, vụng về, nấu cơm khét, ai sẽ là người thương bên cạnh ăn cơm khét đó với mình? Rồi lỡ mình lớn tuổi, sanh tật, đản trí, xấu xa, mày đặt trộm cắp này nọ, ai sẽ là người bên cạnh gọi police bắt mình, đúng không? Cậu Tơ ơi, cậu Tơ hay quá. Đó, anh nghe chưa? Anh nghe chưa? Bây giờ chúng ta phải có nhau, anh ơi. Anh biết như vậy, nhưng mà bây giờ mạng sống của anh nó được gia hạn mỗi 6 tháng. Là sao? Mỗi 6 tháng anh phải đi gặp bác sĩ. Và nếu như cái kết quả tốt, bác sĩ nói là tốt, thì anh vui sống thêm được 6 tháng. Còn nếu bác sĩ nói là tệ rồi đó thì anh phải tự lo liệu lấy thân anh. Ông bệnh thiệt. Anh Trọng à, em sẽ cùng anh gia hạn cuộc sống. Em biết mà, một mình đi gia hạn cuộc sống, theo dõi sức khỏe nó cô đơn và nó buồn lắm. Em sẽ chia sẻ với anh. Em sẽ chia sẻ tất cả những ngọt bùi, những lần hồi hộp khi phải nghe kết quả, và chia sẻ những cái mừng rỡ khi mà anh có kết quả tốt. Và em hy vọng rằng từ đây về sau chúng ta sẽ sống mỗi ngày thật ý nghĩa nha anh Trọng. Em về đây vì anh mà nha anh. Được không? Được không anh? Còn sợ gì nữa? Nhưng mà không, đừng nhưng. Ý anh đó. Đang lo chuyện gì? Một khi mà anh nằm một chỗ rồi anh sợ lúc đó em sẽ thay lòng đổi dạ Kiều à. Đúng, em sẽ thay. Nhưng mà là thay tả cho anh chứ không phải thay lòng đổi dạ. Dễ thương quá. Thiệt hả Kiều? Cho nó nghe nè,
Vậy là phước đức cho ông lắm rồi đó. Quan trọng là có liều thuốc tinh thần bên cạnh mỗi ngày nè, thấy không? Đúng rồi, chỉ cần vui là đủ rồi. Đây, tay anh nắm rồi. Này tay nắm tay, nhìn nhau đắm say như chưa bao giờ. Em ngồi đây với anh, cùng nhau lắng nghe. Mùa xuân đang mở toang trong mắt tình người mênh mang. Ủa, tự nhiên tôi đứng đây coi phim Hàn Quốc vậy trời. Anh đó, uống cho mát người lại nghe, đừng có chia tay nhau nữa. Em nói cho anh chị nghe nè, bình thường ai cũng sợ làm gánh nặng, mỗi lúc khốn khổ chia tay nhau là nói với nhau là em yên tâm, em sẽ gặp người mới tốt hơn, hay là anh sẽ gặp người mới tốt hơn. Mà không phải vậy đâu. Đôi khi chỉ cần đủ thương và đủ hiểu, cái người bên cạnh mình là phiên bản tốt nhất trong đời mình rồi đó. Chúc anh chị hạnh phúc nghe. Rồi. Nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi, đó là tình yêu chúng ta. Hay quá. Trời ơi, tự nhiên á, cái nhà ở tôi như cái nhà khách sạn vậy trời. Ở lại đây hạnh phúc nghe, tôi đi kiếm một nửa của đời mình. Anh giật điện thoại ơi, giật em nè anh. Anh nè. Vui ghê. Cậu vui nhất á.